Ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn phần 2 của truyện Hôn nhân không tình yêu của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Góc Ngôn Tình để có thể nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Tôi nhanh chóng mở tập hồ sơ về cảnh Mạc Vũ. Tôi tưởng sẽ được đọc một bản chiến tích lừng lẫy của chồng tôi, nào ngờ lý lịch hết sức vắn tắt. Cảnh Mạc Vũ, 25 tuổi đã kết hôn, tính cách thâm trầm, chững chạc, xử lý công việc bình tĩnh, không có bất cứ một tật xấu nào. Năm 1 tuổi ba mẹ qua đời, được Cảnh Thiên Hạo nhận nuôi. Năm 15 tuổi, thông qua cuộc thi sát hạch nghiêm ngặt về thành tích học tập, năng lực, tiềm lực, khả năng thiên bẩm, hoài bão của Đại học Princeton, được nhận vào khoa kinh tế của Đại học Princeton, đồng thời tự học hai ngành cơ giới và hàng không. Năm 20 tuổi, tốt nghiệp bằng quản lý kinh tế và công trình cơ giới hàng không tại Đại học Princeton, về nước lập tức tiếp quản Cảnh Thiên. Sau một đợt cải cách thể chế mạnh mẽ, công ty Cảnh Thiên bắt đầu phát triển theo hướng công nghệ hiện đại. Cách đây không lâu, Hội đồng Quản trị của Cảnh Thiên đã thông qua đề án mới do Cảnh Mạc Vũ khởi xướng, quyết định dốc hết khả năng của Cảnh Thiên, thậm chí cầm cố núi đất đỏ, vay ngân hàng nguồn vốn lên đến 100 triệu, đầu tư xây dựng một công ty kỹ thuật tiên tiến, lấy luyện kim, khai thác năng lượng và bảo vệ môi trường làm phương hướng chủ đạo. Tôi để ý đến thời gian dự án được thông qua, đó chính là ngày tôi trở về trường. Thảo nào Cảnh Mạc Vũ hai đêm không ngủ, chỉ uống một cốc cà phê rồi vội vàng tới tham gia cuộc họp. Tài liệu còn cho biết, thời gian gần đây, Cảnh Mạc Vũ bận rộn khảo sát máy móc, thiết bị để chuẩn bị thành lập công ty mới. Mục tiêu khảo sát chủ yếu của anh là các doanh nghiệp nước ngoài như Đức, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Công ty cỡ vừa mới thành lập như Bác Tín tất nhiên không nằm phạm vi lựa chọn của anh. Bác Tín mấy lần biểu đạt thành ý với Cảnh Mạc Vũ, nhưng anh chỉ trả lời một cách khách sáo, sẽ nghiêm túc cân nhắc. Tuy nhiên ông chủ của Bác Tín vẫn cố gắng hết sức giành đơn đặt hàng béo bở này. Tôi cho rằng Bác Tín nên tranh thủ cơ hội vì khẩu hiệu ủng hộ hàng trong nước, tẩy chay hàng Nhật. Có điều tôi biết tính Cảnh Mạc Vũ, một khi anh đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Khả năng Bác Tín đàm phán thành công hợp đồng là thấp, khoản tiền thưởng đầu tiên trong đời tôi thế là đi tong. Tuy khoản tiền thưởng không đến tay, nhưng mỗi ngày được nghiên cứu về người đàn ông tôi yêu, tôi rất thích công việc này. Đặc biệt mỗi lần giỏng tai nghe các đồng nghiệp buôn dưa lê về ông xã mình trong giờ nghỉ trưa, tôi lại thu được nhiều điều bổ ích. Ví dụ như giờ nghỉ trưa ngày hôm nay, trợ lý Sầm truyền đạt mệnh lệnh của giám đốc, yêu cầu Dương Dĩnh điều tra sở thích của Cảnh Mạc Vũ, xem anh có hứng thú với cái gì. Dương Dĩnh miễn cưỡng gật đầu. Trợ lý Sầm vừa đi khỏi, chị ta ném tập tài liệu xuống bàn, than vãn với các đồng nghiệp xung quanh. Sở thích gì, nói thì dễ lắm. Cảnh Mạc Vũ mới về nước 3 năm, từ trước đến nay lúc nào cũng hành sự âm trầm, lặng lẽ. Đến nhân viên của anh ta còn chẳng biết sở thích của anh ta là gì, bảo tôi điều tra thế nào được đây. Một đồng nghiệp nữ không liên quan đến án sự, tình cờ cầm cốc cà phê đi ngang qua. Chị ta dừng bước nói xen vào. Dù âm thầm đến thế nào, trên mạng kiểu gì cũng có tin tức vỉa hè. Cô cứ tìm scandal gì đó là có thể ứng phó với cấp trên rồi. Em tìm từ lâu rồi, chả có gì đâu. Em còn nhờ người mua tin tức từ nhân viên công ty của Cảnh Thiên. Chị có biết họ nói thế nào không? Sao, nói thế nào? Mức độ hiểu biết của họ về Cảnh Mạc Vũ chỉ hạn chế trong công việc. Về cuộc sống riêng của anh ta, bọn họ chịu hết. Đến tin tức anh ta và em gái kết hôn, ngày hôm sau đọc báo buổi sáng bọn họ mới biết đấy. Không phải đấy chứ, ngay cả đám cưới cũng bảo mật như vậy. Người này làm việc cho FBI đấy à? Đồng nghiệp nữ đi ngang qua lộ vẻ mặt không tin nổi. Đó là vì Cảnh gia không vẻ vang gì nên mới kỵ húy. Một anh chàng đẹp trai trong nhóm dự án xoay ghế lại, bắt đầu trao đổi tin tức với đám đàn bà, con gái. Tôi tìm hiểu được biết, hóa ra con gái của Cảnh Hạo Thiên, tức là người vợ hiện tại của Cảnh Mạc Vũ, lúc nhỏ hay bị bắt cóc. Một lần cô ta suýt bị kẻ thù giết chết. Nếu không phải Cảnh Mạc Vũ phản ứng nhanh, đỡ hộ cô ta một viên đạn, thì cô ta đã mất mạng từ lâu. Kể từ sự cố đấy, Cảnh Hạo Thiên không cho con gái công khai lộ diện. Do đấy đám cưới của bọn họ cũng chỉ có bạn bè thân thiết tham dự, những người khác không được phép tới gần. Ồ, hóa ra là vậy đấy à? Dương Dĩnh bổ sung. Còn nữa, theo tin tức nội bộ ở Cảnh Thiên, từ lúc Cảnh Mạc Vũ cắt đứt quan hệ về mặt pháp luật với Cảnh gia, đến lúc tổ chức đám cưới chỉ mất 5 ngày. Hôn lễ vô cùng chóng vánh của bọn họ bị tờ báo buổi sáng sớm hôm sau tiết lộ sự thật. Sao? Sự thật gì cơ? Nhị tiểu thư của Cảnh gia vốn có quan hệ thân mật với thiếu gia của một tập đoàn bất động sản nào đó.
Cảnh Mạc Vũ ỷ vào thế lực của anh ta ở Cảnh gia chiếm đoạt tình yêu, bất chấp luân thường đạo lý, ép em gái lấy anh ta. Tôi đang uống trà phun hết ra ngoài. Đây mà là sự thật ư? Rõ ràng lời bịa đặt không hơn không kém. Dương Dĩnh liếc tôi một cái, tiếp tục phao tin đồn nhảm. Từng câu từng chữ trong bài báo đó ám chỉ Cảnh Mạc Vũ dùng hạ sách này để bảo vệ quyền thừa kế độc nhất vô nhị của anh ta ở Cảnh gia đấy. Một đồng nghiệp nữ vừa ghé qua mở miệng cảm thán. Thì ra là thế đấy à, người có tiền đến hôn nhân cũng không thể làm chủ, bị ai thật đấy. Nghe mọi người bàn tán sôi nổi về cuộc sống của mình là đương sự, quả thực tôi không có lòng kiên nhẫn quanh tay đứng nhìn. Thế là tôi cầm cốc trà tiến lại gần, tìm vị trí thuận lợi nhất để gia nhập đám buôn chuyện. Chị Dĩnh à, sau đó thế nào? Cảnh Mạc Vũ có lên tiếng phản bác không? Người buôn dưa lê không bao giờ chê nhiều thính giả. Dương Dĩnh uống ngụm nước, tiếp tục câu chuyện. Tờ báo phát hành buổi sáng hôm đó bị mua sạch. Tòa soạn báo còn trải qua vụ hỏa hoạn kinh hoàng. May mà không có xảy ra thương tổn. Sau đó không một cơ quan truyền thông nào đưa tin tức liên quan nữa. Vậy ư? Tôi nhớ chi tiết về ngày thứ hai sau khi kết hôn. Lúc tôi xuống dưới nhà ăn sáng, sắc mặt Cảnh Mạc Vũ đúng là rất tệ. Thấy tôi muốn đọc báo, anh liền thu dọn hết đống báo. Hình như trước khi ra cửa, anh còn nhận được một cuộc điện thoại, nhắc đến tin tức gì đó. Lẽ nào liên quan đến tòa soạn vô trách nhiệm đó? Nhưng anh không hiểu đạo lý giấu đầu hở đuôi. Anh càng dùng thủ đoạn tàn nhẫn để phong tỏa tin tức sẽ càng khiến người khác hiểu lầm. Nếu đổi lại là tôi, cách xử lý của tôi chắc chắn mềm dẻo hơn Cảnh Mạc Vũ. Tôi sẽ trực tiếp đến tòa soạn bắt họ đăng tin độc quyền. Tôi yêu Cảnh Mạc Vũ, tôi sống chết đòi lấy anh, bất kể anh muốn hay không cũng vô dụng. Còn nữa, tôi và Tề Lâm, thiếu gia tập đoàn bất động sản không chút quan hệ. Tuy anh ấy leo vào phòng ngủ của tôi vào đêm thứ hai sau đám cưới, nhưng mà chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Uống một ngụm trà cho đỡ khô cổ, tôi quyết định tìm cơ hội thích đáng công khai mối quan hệ giữa tôi và Cảnh Mạc Vũ để tất cả mọi người đều biết. Cuộc hôn nhân của chúng tôi mỹ mãn và hạnh phúc đến mức nào? Với điều kiện vài ngày sau, chúng tôi không làm thủ tục ly hôn. Đang buôn chuyện sôi nổi với mọi người, điện thoại của tôi đột nhiên hiện lên nhân vật nam chính của câu chuyện. Tôi cầm điện thoại chạy ra một góc, hạ thấp giọng. Alo? Sao vậy? Em đang cùng đồng nghiệp ở nơi thực tập thảo luận một số công việc. Sao hôm nay anh rảnh thế? Tự nhiên gọi điện cho em. Tôi muốn báo cho em biết, tôi đã lên máy bay, 2 tiếng nữa đến thành phố T. Tôi mừng rỡ reo lên. Tốt quá, vậy thì để em đi đón anh. Không cần đâu, công ty đối tác cử người đến đón. Tôi nghĩ em không nên lộ diện thì hơn. Nói xong, anh dường như ý thức điều gì nói thêm. Em biết đấy, ba không muốn em công khai lộ diện. Thế thì thôi vậy. Tối nay em có rảnh không? Cùng đi ăn tối. Có thể em phải làm thêm giờ. Tôi thầm nhủ, vì anh đến đây, cấp trên chắc chắn không tha cho bọn em. Vậy thì không sao, tôi đợi em. Ừ, được ạ. Tôi lưu luyến cúp điện thoại, góc đằng kia, giám đốc Trần đột nhiên xông ra từ văn phòng của anh ta. Trình Tổng vừa gọi điện thoại nói Cảnh Mạc Vũ sắp đến thành phố T. Trình Tổng sẽ từ Bắc Kinh trở về ngay, buổi tối sẽ về đến đây. Trình Tổng bảo chúng ta đi đón, bố trí khách sạn cho Cảnh Mạc Vũ trước. Triều Dương, mau đi đặt khách sạn. Tiểu Dương, cô cùng tôi ra sân bay đón người. Dương Dĩ ngập ngừng. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong phương án. Thôi không kịp nữa rồi, chúng ta sẽ thảo luận trên đường đi. Giám đốc Trần nhanh chóng sắp xếp đâu vào đấy. Tiểu Dâm, cô báo phòng kỹ thuật cử người đi cùng chúng ta. Tiểu Lâm, mau đi gọi xe. Tiểu Lâm đâu rồi? Dạ, anh Lâm đi ăn cơm rồi ạ. Tôi dũng cảm lách đến bên cạnh giám đốc Trần, xung phong nhận việc. Giám đốc Trần à, vậy thì để em gọi xe giúp anh. Ừ, thế thì nhanh lên. Giám đốc Trần đảo mắt một vòng lại quay về, quan sát kỹ gương mặt và cách ăn mặc trang điểm của tôi. Cô đi cùng chúng tôi. Câu nói đúng ý tôi vội vàng đáp. Dạ vâng ạ. Ô tô tăng tốc ra sân bay. Trên đường đi, giám đốc Trần và cấp dưới của anh ta gấp rút đề ra phương án làm thế nào thuyết phục Cảnh Mạc Vũ. Cuối cùng bọn họ nhất trí, những thủ đoạn truyền thống như mỹ nhân kế, trích hoa hồng, lôi kéo quan hệ đều không thể áp dụng với Cảnh Mạc Vũ. Cơ hội thành công duy nhất là bọn họ có thể cung cấp sản phẩm khiến anh hài lòng. Trong đó, tiêu chuẩn của sự hài lòng không bao gồm giá cả. Nhân viên của phòng kỹ thuật than phiền, bọn họ bị áp lực rất lớn. Lắng nghe mọi người nói chuyện, tôi rút ra kết luận quan trọng. Ông xã của tôi chọn máy móc, thiết bị, rõ ràng khắt khe hơn chọn vợ rất nhiều.
Dưới ánh đèn sáng choang ở sân bay, tôi nhìn thấy cảnh Mạc Vũ ngay lập tức. Từ người anh toát ra vẻ lãnh đạm và tao nhã, khiến anh ở giữa dòng người qua lại chói mắt hơn tất cả ánh đèn điện. Bên cạnh anh có một người đàn ông cao gầy, ăn mặc lịch sự. Nếu tôi nhớ không nhầm, anh ta là Kim Triển Bằng, trợ lý của cảnh Mạc Vũ. Đi tới lối ra, trợ lý Kim nói nhỏ bên tai anh ta câu gì đó. Anh hơi gật đầu, ánh mắt quét qua đám đông. Sau đấy đột nhiên khựng lại. Cách vô số người đi qua đi lại, anh đã nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười nháy mắt với anh, khóe miệng anh nhếch lên thành đường cong rung động lòng người. Gương mặt Kim Triển Bằng lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó cảnh Mạc Vũ tiến phía tôi, nhưng anh mới đi vài bước, giám đốc Trần và Dương Dĩnh bỗng đứng chắn giữa chúng tôi. Họ đưa danh thiếp cho anh, cung kính cho biết họ là người công ty Bác Tín, Trình Tổng cử bọn họ đi đón anh. Cảnh Mạc Vũ không trả lời, ánh mắt vẫn dừng trên người tôi, có chút do dự. Vì không muốn anh khó xử, tôi lập tức tiến lại gần, đứng bên cạnh giám đốc Trần. Tôi cũng là nhân viên phòng tiêu thụ của công ty Bác Tín, xin chào Cảnh Tổng. Cảnh Mạc Vũ hò nhẹ một tiếng, vừa khéo che giấu nụ cười trên khóe môi. Cô có danh thiếp không? Tôi ngẩn người, theo phản xạ sờ túi áo trống không. Ngại quá, tôi quên không chuẩn bị. Giám đốc Trần lập tức giới thiệu. Cô ấy tên là Cảnh An Ngôn, sinh viên Đại học T, hiện đang thực tập ở phòng tiêu thụ chúng tôi. Vâng, họ Cảnh rất hiếm gặp ạ. Tôi nghiêng đầu cười tủm tỉm. Dạ đúng, điều đó chứng tỏ tôi và Cảnh Tổng rất có duyên. Ừ, có lẽ vậy. Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi, khóe mắt anh đầy ý cười. Người bình thường đều có thể nhìn ra điều khác lạ trong mắt anh, huống hồ một người từng trải như giám đốc Trần. Bắt gặp ánh mắt mờ ám của giám đốc Trần và Dương Dĩnh, dù không kinh nghiệm nhưng tôi hiểu ra vấn đề. Rõ ràng Cảnh Mạc Vũ cố ý. Tuy nhiên mục đích của anh là gì, tôi nhất thời không đoán ra. Sau khi rời khỏi đại sảnh sân bay, giám đốc Trần báo cho trợ lý Kim khách sạn đã đặt sẵn, đồng thời cho biết Trình Tổng đang trên đường từ Bắc Kinh trở về. Tối nay có tổ chức bữa tiệc đón cảnh Mạc Vũ. Anh như vô tình cố ý liếc tôi một cái rồi gật đầu. Trợ lý Kim liền nhận lời mời của giám đốc Trần. Nói xong, cảnh Mạc Vũ lên ô tô của anh ở thành phố T, chúng tôi lên xe của chúng tôi đi trước dẫn đường. Trên đường về công ty, giám đốc Trần vui vẻ bố trí công việc buổi chiều và bữa tiệc tối. Tôi ngước lên bầu trời. Hôm nay đúng là ngày đẹp trời hiếm thấy ở thành phố T. Bầu trời trong xanh như vừa được tắm gội, mây trôi hững hờ như cõi hư vô, quấn quýt kéo dài bất tận. Dương Dĩnh dò hỏi tôi có cần việc ký túc thay bộ đồ khác không. Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần bò hết sức giản dị trên người. Sau đấy quyết định xuống xe ở chỗ gần trung tâm thương mại. Tôi gọi điện cho Tâm Tâm mơ hồ, nhờ cô ấy giúp đỡ. Bạn Tâm nào đó thì thào. Cảnh phu nhân à, tớ đang bận việc, có gì nói nhanh lên. Tôi không dài dòng, đi thẳng vấn đề. Chuyên gia, mau chú ý kiến đi. Giám đốc bảo tớ tối nay đi tiếp khách hàng quan trọng. Tớ nên mặc đồ gì cho thích hợp đây? Ồ hay, đồ công sở chứ đồ gì nữa. Vừa thoải mái vừa lịch sự. Nhưng nếu vị khách hàng quan trọng đó là... Đang mải miết nói chuyện điện thoại, tôi bất chợt phát hiện xe cảnh Mạc Vũ dừng trước mặt. Cửa kính xe từ từ hạ xuống. Tôi nháy mắt cười với anh. Là ông chồng mới cưới của tớ thì sao? Đầu máy bên kia trầm mặc 3 giây, sau đó giọng nói tương đối khoa trương của bạn Tâm Tâm mơ hồ đột nhiên chuyển tới. Gì cơ? Khoa có cuộc thảo luận à? Ở giảng đường nào? Không đi có được không? Vậy à? Để tớ nói với lãnh đạo một tiếng. Cửa kính xe đối diện kéo lên, xe của anh tiếp tục chuyển bánh. Tôi hôn chụt một cái vào điện thoại. Bạn yêu à, tớ yêu cậu chết đi được. Bây giờ tớ bắt xe đến tổng công ty của cậu. 10 phút cậu xuống dưới đấy nhá. Ừ, được rồi. Danh hiệu chuyên gia tình yêu của Tâm Tâm không phải tự nhiên mà có. Ngay cả việc chọn quần áo, cô cũng chọn đồ có mùi vị tình yêu. Bộ váy liền hở ngực pha hai màu đen trắng, làm nổi bật đường cong trên ngực và vai của người phụ nữ, lại không quá hở hang, tầm thường. Bộ váy cắt may tinh tế khít người, thể hiện vẻ thuần khiết nhưng không kém phần trang nhã. Phần eo có dây đai, thắt nơ con bướm trông sinh động. Mà quan trọng nhất, phần thắt lưng của bộ váy có khóa kéo, không chỉ tiện lợi cho việc tự mặc mà việc tự cởi đồ trong những tình huống đặc biệt. Tôi diện bộ váy, quay một vòng để chuyên gia ngắm nghía. Cuối cùng chuyên gia kết luận, này, nếu là đàn ông, tớ nhất định rung động đấy. Hài lòng với kết quả giám định của chuyên gia, tôi sau khi chọn quần áo, về ký túc trang điểm nhẹ. Khi đi tới công ty đã hơn 4 giờ chiều,
Giám đốc Trần và tổng giám đốc đi gặp Cảnh Mạc Vũ. Dương Dĩnh ăn mặc chỉnh tề đưa tôi và trợ lý Sầm đến một nhà hàng nổi tiếng. Trên đường đi, Dương Dĩnh hỏi tôi: "Thế em có biết uống rượu không?" "Dạ em biết, nhưng mà tửu lượng không tốt lắm." "Còn nhớ lúc tôi vừa mới hiểu chuyện, ba đặt tôi ngồi lên đùi ông, cầm cốc rượu dạy dỗ tôi. Trong thế giới của người Trung Quốc, rượu là vũ khí có tính sát thương lớn nhất. Biết uống rượu thì làm gì cũng thuận lợi, thậm chí nó có thể giúp một người phụ nữ chinh phục đàn ông." Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu biết nên tuyệt đối tin tưởng đạo lý đã bị bẻ cong của ba. Tôi bắt đầu thưởng thức rượu vang năm 4 tuổi, thử uống bia năm 8 tuổi. Năm 16 tuổi, vì cho rằng tửu lượng của bản thân không tồi, tôi lấy trộm chai rượu mạnh của ba để dành mười mấy năm với mục đích chinh phục Cảnh Mạc Vũ. Kết quả khi chai rượu đã cạn, Cảnh Mạc Vũ vẫn thản nhiên mỉm cười, còn tôi bất tỉnh nhân sự, đau đầu như là búa bổ suốt 3 ngày liền. Kể từ đó tôi có nhận thức sâu sắc về khả năng uống rượu đáng xấu hổ của mình. Tôi nói thật lòng: "Chị Dĩnh này, với tửu lượng của em, chị em 10 em cũng không thể chuốc say một Cảnh Mạc Vũ." Nghe tôi bộc bạch, Dương Dĩnh lập tức lấy từ túi sách vỉ thuốc đưa cho tôi: "Đây, thuốc giải rượu này hiệu quả lắm. Bây giờ em uống trước một viên, lát nữa cảm thấy đau đầu, có thể uống thêm viên nữa." Bỏ viên thuốc vào miệng, tôi cảm thấy vị chua ngọt tan trong cổ họng. Tôi không khỏi cảm thán: nếu người Trung Quốc chịu khó dùng tinh thần nghiên cứu này áp dụng vào việc nghiên cứu, sản xuất các loại thuốc khác, có lẽ căn bệnh ung thư có thể chữa khỏi từ lâu. Tuy nhiên không hiểu vì sao sau khi uống thuốc, tôi cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Do bị tắc đường nên lúc chúng tôi đến nhà hàng, Cảnh Mạc Vũ và Trình Tổng đã ngồi vào vị trí đang gọi món. Cảnh Mạc Vũ lật quyển thực đơn bằng động tác tao nhã, nhưng các món anh gọi khiến những người có mặt phải há hốc miệng. Thịt kho tàu, thịt bò xé tay, gà cay, canh xương dê, còn nữa. Cảnh Mạc Vũ ngước nhìn nhân viên phục vụ: "Ở đây có xương ống sốt tương không? Loại nhiều thịt có thể rút tủy ấy." Anh chàng nhân viên phục vụ hóa đá ngay tại chỗ: "Dạ, món này xin anh đợi một lát, để tôi đi hỏi nhà bếp xem họ có thể làm không." "Thôi khỏi, đổi thành món sườn rán là được." Đóng quyển thực đơn, Cảnh Mạc Vũ nhẹ nhàng ngẩng lên đưa mắt về phía tôi. Gương mặt anh trẻ trung, lạnh nhạt, vạn năm không thay đổi, nhưng ánh mắt lóe sáng. Giám đốc Trần quả nhiên là người từng trải, bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của Cảnh Mạc Vũ, anh ta lập tức thông suốt vấn đề, chỉ vào chỗ trống bên tay trái Cảnh Mạc Vũ: "Tiểu Ngôn à, lại ngồi bên này đi." "Dạ vâng ạ." Tôi liền ngồi bên cạnh. Cảnh Mạc Vũ cầm chén trà đưa lên miệng, cất giọng nhàn nhạt, chỉ đủ hai chúng tôi nghe thấy: "Làm nghề tiêu thụ, em sợ ba không nuôi nổi em, hay sợ tôi không nuôi nổi em?" Tôi nhích lại gần anh, hạ giọng nói: "Em sợ em không nuôi nổi anh và ba. Anh mở rộng sự nghiệp của Cảnh gia ngày một lớn, có lẽ không bao lâu nữa anh sẽ mệt đến chết. Do đó em phải chuẩn bị đàng hoàng, nắm bắt cơ hội rèn luyện bản thân. Đến lúc đó em mới có thể tiếp nhận tốt sự nghiệp anh chưa hoàn thành." Cảnh Mạc Vũ phì cười: "Tôi có nên lý giải lời nói này của em thành em đang quan tâm đến tôi?" "Nếu anh thích hiểu theo nghĩa đó, em chẳng còn cách nào khác." Lý do có vẻ đường hoàng, nhưng trên thực tế tôi bị đẩy lên phòng tiêu thụ một cách bị động. Tôi không nhớ ai từng nói, trong bữa cơm uống rượu là khâu then chốt, còn trong bữa nhậu tửu sắc mới là thực chất. Khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, Dương Dĩnh và trợ lý Dầm thay nhau chúc rượu Cảnh Mạc Vũ. Anh không từ chối, sắc mặt không hề thay đổi, trong khi các người đẹp gần như không chống đỡ nổi. Dưới ánh mắt ra hiệu của giám đốc Trần, tôi buộc phải ra mặt, liên tục cụng ly với anh. Có lẽ do uống hơi vội, cũng có thể do rượu tráng quá nặng nên chỉ uống vài ly, đầu tôi chánh choáng. Nhưng trong nháy mắt, đĩa của tôi bỗng xuất hiện một miếng sườn rán. Tôi ngẩng đầu, người bên cạnh vẫn điềm nhiên như không. "Em hãy ăn chút đồ trước đi, tránh lát nữa uống say, bị người ta bán đi cũng không biết đâu." Tôi đột nhiên không thể phân biệt bữa cơm này rốt cuộc là bác Tín chuẩn bị cho Cảnh Mạc Vũ hay Cảnh Mạc Vũ chuẩn bị cho bác Tín. Tôi hỏi: "Tại sao anh giả bộ có hứng thú với em trước mặt bọn họ?" Cảnh Mạc Vũ cau mày, dường như không tán đồng cách nói của tôi nhưng cũng không phản bác. "Tôi đang cho em một cơ hội, giúp em tích lũy cơ hội làm marketing. Biểu hiện của em rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng." Giả vờ say rượu, tôi cười tươi ghé sát Cảnh Mạc Vũ. Dưới gầm bàn, tôi vắt chân phải lên trái, mũi giày cao gót nhẹ nhàng lướt qua bắp chân anh. "Tiếp tục cố gắng mà anh vừa nói là ám chỉ hành động này, có phải không?" Bàn tay cầm rượu của anh cứng đờ. "Không phải, ý tôi là..." Cảnh Mạc Vũ đặt ly rượu xuống bàn, rồi xoay người sang một bên.
Sau khi chiếm được cảm tình của khách hàng, em nên dừng lại đúng lúc, tìm cách để khách hàng có hứng thú với sản phẩm của em, chứ không phải bản thân em. Lời nói rất có lý. Tuy nhiên bây giờ tôi càng mong anh có hứng thú với bản thân tôi, chứ không phải sản phẩm của công ty. Thực tế chứng minh Cảnh Mạc Vũ nói không sai. Khi tiệc rượu đến giai đoạn cao trào, không khí xa cách giữa những con người xa lạ bị xóa bỏ. Trình Tổng khéo léo dẫn dắt vào chủ đề chính. Ông ta tiết lộ khát vọng xây dựng một nhãn hiệu thiết bị tốt do Trung Quốc chế tạo, còn kể về quá trình phát triển gian nan vất vả của bác Tín. Cuối cùng Trình Tổng nói, tôi hy vọng được hợp tác với Cảnh Thiên không phải vì mục đích kiếm nhiều tiền. Nhiều tiền đến mấy cũng chỉ là con số trong ngân hàng. Tôi muốn làm những việc thiết thực, muốn chứng minh thiết bị, máy móc của Trung Quốc không thua kém Đức và Nhật Bản. Cảnh Mạc Vũ nâng ly rượu. Trình Tổng à, tôi cũng hy vọng Trình Tổng có thể chứng minh. Nghe nói Cảnh Tổng từng tự học ngành hàng không và cơ giới tại Đại học Princeton. Không biết Cảnh Tổng có nhã hứng đi tham quan xưởng sản xuất của bác Tín chúng tôi không? Cảnh Mạc Vũ không trả lời chắc chắn. Khi nào về tôi sẽ bảo trợ lý điều chỉnh lịch trình, xem có thể sắp xếp thời gian hay không. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Bữa tiệc rượu của chúng tôi kết thúc khi trời khuya. Tiếp theo đó màn tạm biệt và đưa tiễn. Hai vị lãnh đạo của hai bên đương nhiên có xe riêng, không cần cấp dưới bận tâm. Đám nhân viên chúng tôi được giám đốc Trần bố trí lên một chiếc xe. Gió mát rượi, đèn tối lờ mờ, trong lòng tôi bỗng dưng xuất hiện một sự vương vấn mơ hồ. Tôi liếc người bên cạnh nói, giám đốc Trần, trường em không tiện đường, để em tự đi về cũng được. Thế sao được chứ, muộn như vậy, con gái đi một mình nguy hiểm lắm. Khách sạn tôi ở gần đại học T, hay là tôi đưa cô ấy về? Khi giọng nói hờ hững phát ra từ miệng Cảnh Mạc Vũ, bầu không khí trở nên kỳ quái. Tôi không muốn từ chối nhưng cũng không thuận tiện nhận lời. Giám đốc Trần không muốn nhận lời nhưng cũng không dám từ chối. Im lặng một lúc, cuối cùng giám đốc Trần quyết định làm anh hùng cứu mỹ nhân, giúp tôi khéo léo từ chối Cảnh Mạc Vũ. Muộn vậy rồi, sao chúng tôi có thể phiền Cảnh Tổng? Thời gian cũng không phải đi xa lắm, để chúng tôi tiễn cô ấy. Cảnh Mạc Vũ không cố chấp, bắt tay Trình Tổng rồi lên xe đi trước. Tôi chỉ còn cách kìm nén tâm trạng lưu luyến, ngoan ngoãn ngồi lên xe của công ty. Ô tô chạy một vòng quanh thành phố, cuối cùng dừng lại trước cổng trường đại học T. Khi xuống xe, gió đêm lạnh lẽo thổi tới, mang theo mùi xăng nồng nặc khiến tôi buồn nôn. Tôi tựa người vào cây hòe già ở bên đường, lặng lẽ cầm điện thoại chờ đợi. Mấy năm nay dù nhớ Cảnh Mạc Vũ đến mức nào, tôi cũng không chủ động gọi cho anh, sợ quấy rầy anh. Vì vậy tôi đã quen chờ đợi, quen với tâm trạng quanh quẩn giữa hy vọng và thất vọng. Tôi đợi một lúc lâu, đến mức người tê cứng trong gió lạnh. Điện thoại di động cuối cùng vang lên tiếng nhạc chuông, tôi đặt riêng cho anh. Xin hãy nói cho em biết, yêu anh là một sai lầm. Đừng để em chờ đợi trong đêm dài cô quạnh, tháo bỏ sự mê muội của em, thu lại sự lạnh nhạt của anh. Sau khi xác định không phải ảo giác, tôi bấm phím nghe, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhõm vui vẻ. Em về trường rồi, anh cũng đến khách sạn rồi phải không? Đầu máy bên kia vọng tới tiếng gió thổi, không giống ở trong khách sạn. Anh ở một tiếng. Tôi hỏi tiếp, vậy anh đang ở đâu? Em quay lại đi. Tôi lập tức quay đầu. Trong đêm tối, hình bóng anh dưới ánh đèn đường kéo dài tít tắp. Nếu là mấy năm về trước, nhất định tôi chạy nhanh về phía Cảnh Mạc Vũ, lao vào lòng anh rồi nói lớn, anh biết không, em nhớ anh chết đi được. Chắc anh sẽ ôm bờ vai đông cứng của tôi, cất giọng vừa lo lắng vừa trách móc. Muộn rồi còn không về ký túc, em không biết buổi tối ở ngoài có nhiều kẻ xấu hay sao. Hiện tại anh đứng ngay trước mặt tôi. Tôi có thể nghe rõ tiếng thở của anh qua điện thoại. Thế nhưng tôi không biết nên tiến thêm một bước với bộ dạng nào, không biết phải mở miệng ra sao. Vì vậy tôi quyết định, anh bất động, tôi cũng bất động. Cảnh Mạc Vũ tắt điện thoại đi về phía tôi. Anh cởi áo khoác ngoài khoác lên vai tôi. Lòng bàn tay ấm áp của anh cách một lớp áo, in dấu trên bờ vai lạnh giá của tôi, khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi nghĩ mình nên nói câu gì đó để phá vỡ sự trầm lặng. Anh đợi ở đây lâu rồi phải không? Cảnh Mạc Vũ bình thản nói, không, tôi đi đằng sau xe công ty em từ đầu đến cuối. Sao? Anh đi theo em á? Lẽ nào anh sợ giám đốc Trần đem em đi bán? Mà nếu có bán, chắc chắn anh ta bán cho anh. Tôi bỏ nhiều tiền như vậy để cưới em, bán em cho ai tôi cũng lỗ thôi. Anh bỏ tiền cưới em? Hôn lễ thất bại đó không phải do anh tổ chức đấy chứ? Tôi còn tưởng kiểu xa xỉ khoa trương đó là phong cách của bà. Cảnh Mạc Vũ nhíu mày, thất bại ư? Thực ra bây giờ hồi tưởng, đám cưới của tôi không hề thất bại. Trời xanh biếc, lãng mạn, đẹp đẽ.
Cả đời mới có một lần, tôi không muốn phải tiếc nuối. Cả đời mới có một lần ư? Câu nói của anh có ý thế non hẹn biển, chân tình biển cạn đá mòn. Nhưng tôi vẫn không chắc chắn, hỏi lại anh. Anh xác định chỉ một lần? Cảnh Mạc Vũ không trả lời, cụp mắt, cầm bàn tay trái của tôi. Ngón tay tôi bỗng lạnh lạnh, một chiếc nhẫn bạch kim được lồng vào ngón áp út của tôi. Hoa văn uốn lượn của chiếc nhẫn ánh lên ngọn đèn đường mờ ảo. Nếu tôi nhớ không lầm, đây là chiếc nhẫn cưới bạch kim mới nhất trong series Cartier Love tôi từng nhìn thấy trên tạp chí tháng trước. Kiểu nhẫn này là sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại, tượng trưng cho tình yêu và hôn nhân mãi mãi không thay đổi. Tôi mừng rỡ ngước lên, đón ánh mắt sâu thẳm của anh. Đây là nhẫn cưới à? Ừ. Cảnh Mạc Vũ nhìn tận đáy mắt tôi, trịnh trọng nói từng tiếng. Ngôn ngôn, chuyện em bảo anh suy nghĩ, anh đã suy nghĩ nghiêm túc, anh sẽ không ly hôn với em. Tại sao? Tôi chờ đợi câu trả lời của anh, một câu trả lời có thể giúp tôi kiên định về giá trị tồn tại của cuộc hôn nhân đối với tôi cũng như đối với anh. Trước đây anh không muốn chấp nhận em là bởi anh không biết làm thế nào để yêu em, sợ làm em bị tổn thương. Anh hy vọng mãi mãi làm người anh trai tốt của em. Nhưng hiện tại chúng ta đã đi tới nước này, anh không thể nào giống trước kia. Tôi hỏi thẳng anh, vậy bây giờ anh có yêu em không? Cảnh Mạc Vũ trầm mặc. Em và ba là hai người thân duy nhất của anh. Bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều không muốn mất hai người, mất gia đình này. Em có hiểu không? Em hiểu. Cuối cùng trái tim anh không thuộc về tôi. Đối với anh tôi chỉ là người thân, là trách nhiệm của anh. Đối với một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không cội nguồn như anh, tình thân là thứ khó khăn lắm mới có được, cho nên anh sợ đánh mất. Anh thà chấp nhận cuộc hôn nhân bất hạnh cũng phải bảo vệ gia đình của anh, bảo vệ người thân của anh. Ngô Ngôn à? Cảnh Mạc Vũ nắm chặt tay tôi, mười đầu ngón tay đan vào nhau, tựa như là muốn thể hiện sự kiên quyết và cố chấp của mình. Em hãy cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt. Anh sẽ cố gắng hết sức mang lại hạnh phúc cho em. Đây không phải câu trả lời tôi muốn nghe. Tôi thất vọng rời ánh mắt đi chỗ khác. Từ trước đến nay tôi không muốn cưỡng ép anh, nhưng cuối cùng tình thân trở thành xiềng xích giam cầm anh. Cứ miễn cưỡng như vậy ý nghĩa gì chứ? Anh biết rõ thứ em cần không phải là sự bố thí của anh. Tôi nghiến răng, rút chiếc nhẫn khỏi ngón áp út, nhét vào tay Cảnh Mạc Vũ. Chúng ta vẫn nên ly hôn thì hơn. Nói xong tôi quay người bỏ đi trên con đường tăm tối không nhìn thấy tận cùng. Đến thời khắc phải đối diện với sự mất mát, tôi phát hiện rằng việc từ bỏ không đến nỗi khó khăn như tôi tưởng tượng. Trong đêm đen, dù không ánh trăng, ít nhất còn có đèn đường chiếu sáng lối đi. Nhưng tôi không ngờ mới đi được hai bước, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên đuổi theo, túm chặt cổ tay tôi. Ngôn ngôn, em còn muốn anh làm gì nữa? Em chỉ cần anh yêu em, không phải tình cảm yêu thương của anh trai dành cho em gái, cũng không phải trách nhiệm người chồng đối với người vợ. Thứ em cần là tình yêu của một người đàn ông đối với một người đàn bà. Ngôn ngôn, hãy cho anh chút thời gian nữa. Cảnh Mạc Vũ đưa tay nâng mặt tôi lên, định giúp tôi lau giọt nước mắt ở khóe mi. Nhưng tôi đẩy anh ra, vì dùng quá sức, tôi loạng choạng lùi lại mấy bước mới đứng vững. Tôi cho anh từng ấy thời gian còn ít ư? Đợi anh 3 năm, đổi lại là cảnh anh ôm người phụ nữ khác ở đám cưới của tôi. Nghĩ đến Hứa Tiểu Nặc, tôi lắc đầu. Dù cho anh bao nhiêu thời gian, em cũng không cách nào thay đổi con người của anh. Bởi vì trong lòng anh đã có người phụ nữ khác. Thấy anh tiến lên một bước, tôi run rẩy lùi lại 2 bước. Hãy đem sự thương hại của anh cho người phụ nữ cần đến nó. Cảnh An Ngôn này không cần đâu. Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi, đáy mắt vằn tia máu đỏ. Tôi biết anh tức giận, chỉ những lúc giận dữ, ánh mắt của anh mới đáng sợ như vậy. Tôi luống cuống tiếp tục lùi lại. Em nhất định bắt anh phải coi em là đàn bà ngay bây giờ. Được thôi. Cảnh Mạc Vũ xông tới trước mặt tôi, túm chặt bàn tay đang run rẩy của tôi. Bất chấp sự giãy giụa, anh lôi tôi đến chỗ xe của anh, nhét tôi vào bên trong. Sống với anh 20 năm, chưa bao giờ anh nổi nóng với tôi, càng không có những hành động thô bạo như lúc này. Tôi hơi hốt hoảng. Anh muốn đưa em đi đâu? Về khách sạn. Cảnh Mạc Vũ không phải nói với tôi, mà nói với người tài xế đang trợn mắt kinh ngạc. Tài xế không dám hỏi nhiều, lập tức nổ máy, lái xe về khách sạn với tốc độ 70 km/h. Trợ lý Kim ngồi ghế lái phụ, từ đầu đến cuối chỉ nhìn thẳng phía trước. Cửa phòng khách sạn vừa mở ra, Cảnh Mạc Vũ kéo tôi vào căn phòng tối đen như mực. Sau tiếng đóng cửa sầm một cái, anh đè tôi vào tường. Thân hình cao lớn rắn chắc của anh ép chặt vào người tôi.
Anh bóp cằm tôi, môi phủ xuống. Một nụ hôn đến với tốc độ và sức mạnh khác thường, khiến tôi chỉ có một cảm giác, đó là đau đớn. Đau từ bờ môi đến nơi mềm mại nhất giữa đáy lòng. Nhưng tôi không phản kháng, cũng không né tránh. Tôi giơ tay ôm cổ anh, hé miệng đón nhận sự xâm nhập của anh. Tuy tôi không hiểu tại sao cảnh Mạc Vũ đột nhiên ham muốn tôi vào thời khắc này với cách thức như vậy, nhưng đối với tôi những điều đó không quan trọng. Có lẽ đây là cảm giác của tình yêu, thà đau đớn chứ không muốn đánh mất. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn. Bàn tay nóng bỏng của anh càng ngày càng trắng trợn trên người tôi, không ngừng vuốt ve đường cong mềm mại của tôi. Tôi co người, anh kéo mạnh váy tôi, hai đỉnh đồi thoát khỏi sự gò bó, rơi vào lòng bàn tay nóng bỏng của anh để mặc anh bóp nắn. Tôi không chịu nổi cảm giác đau nhói lạ thường, khẽ rên một tiếng. Trong căn phòng tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy xúc cảm và sự đau đớn quen thuộc đó một lần nữa cuốn tôi vào vực sâu vô tận, muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu. Cơ thể tôi đột nhiên nhẹ bẫng, Cảnh Mạc Vũ đẩy tôi xuống sofa bên cạnh, sau đấy nằm đè lên người tôi. Nụ hôn bá đạo của anh rơi xuống bờ vai tôi, gây cảm giác tê tê. Hình ảnh trong ký ức chợt nổ tung, lần lượt hiện ra trước mắt tôi. Đó là một đêm triền miên và chiếm hữu, khiến tôi trải qua đau đớn và hoan lạc. Tôi phảng phất ngửi thấy hương hoa hợp hoan. Khóa kéo ở sườn váy bị kéo xuống, nụ hôn nóng bỏng và động tác vuốt ve của anh chạy dọc cơ thể tôi. Tôi ôm chặt lấy anh, cảm nhận ngọn lửa bùng cháy trong người anh, nghe tiếng thở gấp gáp của anh. Đối với tôi, như thế là quá đủ. Sau đó Cảnh Mạc Vũ kéo váy tôi, động tác của anh nôn nóng như một khắc cũng không muốn trì hoãn. Dường như anh sợ, nếu chần chờ dù chỉ một giây, anh sẽ không thể tiếp tục cuộc ái ân đầy tội lỗi này. Mọi chuyện xảy ra trong đêm tối như lần đầu tiên, dục vọng nóng bỏng của anh đâm thẳng nơi sâu nhất trong cơ thể tôi. Không có sự đau đớn kịch liệt, chỉ có niềm khát khao được lấp đầy và cơn khoái cảm bao trùm cơ thể. Tôi cắn chặt môi, nuốt tiếng rên rỉ suýt bật ra khỏi miệng. Anh dừng ở nơi sâu nhất, đầu ngón tay dừng ở bờ môi bị tôi cắn đến bầm tím. Còn đau không em? Thấy tôi lắc đầu, anh bắt đầu vận động cơ thể. Tôi quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn cảnh anh vắt ngang ở giữa hai đùi tôi, nhưng vẫn có thể cảm thấy anh không ngừng ra vào trên người tôi. Đôi chân tôi yếu ớt lắc lư trong không trung. Sau đó Cảnh Mạc Vũ đặt tôi nằm xuống sofa, cả người anh đè lên người tôi, đi vào trong tôi. Đôi cánh tay cường tráng của anh không ngừng thít chặt lưng tôi, khiến cho tôi hoàn toàn bị bao vây trong lòng của anh. Tôi ngẩng đầu, lưỡi ngao du trên chiếc cổ trơn láng của anh, từng chiếc xương sườn của anh và dừng lại trên bờ ngực rắn chắc. Sau đó tôi nhẹ cắn xuống dưới. Từ sâu trong cổ họng Cảnh Mạc Vũ kìm nén tiếng ngâm nga hưng phấn, nhưng anh không kiềm chế hơi thở dốc. Cơ thể nóng bỏng như nham thạch của anh càng tăng thêm tiết tấu kịch liệt. Tôi thích dáng vẻ của anh bây giờ, bởi tôi biết đàn ông có thể nói lời ngon tiếng ngọt giả tạo, có thể giả vờ nhìn bạn bằng ánh mắt thâm tình sâu thẳm, nhưng thứ nóng bỏng trong cơ thể tôi không thể nào là giả được. Cảnh Mạc Vũ bây giờ không còn coi tôi là em gái, mà chỉ coi tôi là một người đàn bà bị anh xâm phạm và chiếm hữu, không cách nào dừng lại. Những lần ra vào đến long trời lở đất càng mạnh mẽ, nhưng dường như không thể thỏa mãn dục vọng của anh. Anh cởi hết váy trên người tôi, nhấc một chân tôi lên cao để có thể tiến sâu hơn, như là muốn chọc thủng ngực tôi, xuyên qua trái tim tôi. Mỗi một cú nhấn người cuồng dã của anh khiến dòng máu hòa lẫn chất cồn không ngừng dồn về trái tim. Cảm giác hư vô ngày càng tăng, tôi không cách nào kiềm chế. Theo tiết tấu của anh, trong căn phòng rộng vang lên tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mặt, cực khoái đến như là giông bão. Tôi ôm Cảnh Mạc Vũ một cách bất lực, trái tim tôi như ngừng đập, không khí bị rút hết sạch. Cơn kích tình điên cuồng tới mức tôi có thể cảm giác mình sắp chết, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi phảng phất nhận thấy thứ gì đó ngày càng rời xa tôi, khiến tim tôi đập càng nhanh, làm tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi bất lực mở miệng khẩn cầu. Đừng, không được, anh à, em không chịu nổi nữa đâu. Cảnh Mạc Vũ lập tức dừng động tác. Tôi tỉnh táo ngay tức thì, chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ. Sau vài giây ngượng ngập, Cảnh Mạc Vũ buông lỏng cánh tay đang ôm tôi. Tôi vội vàng ôm chặt anh, hôn lên môi anh. Trong nụ hôn cuồng nhiệt, anh ngấu nghiến môi lưỡi của tôi, như thể muốn nuốt tôi vào bụng. Rõ ràng anh cũng có xúc cảm giống tôi. Cảnh Mạc Vũ lấy lại lý trí, khoảng thời gian ân ái sau đó, động tác của anh trở nên dịu dàng. Tiết tấu của anh lúc nhanh lúc chậm, nụ hôn của anh thỉnh thoảng dừng lại sau tai tôi.
Trái tim tôi lấy lại nhịp đập bình thường, hơi thở cũng đều đặn hơn. Tôi bắt đầu đáp lại động tác và tiết tấu của anh. Thời gian trôi qua có lẽ nhanh, có lẽ chậm. Không biết bao lâu sau, động tác của anh nhanh dần. Nụ hôn trên ngực tôi càng ngày càng đam mê, cuồng nhiệt. Tôi ôm chặt vai anh, để anh đưa ngọn lửa nóng bỏng vào sâu cơ thể. Khoái cảm lần nữa nhấn chìm tôi. Linh hồn rời xa tôi, để lại cơ thể cứng đờ không ngừng run rẩy. Trái tim không ngừng co thắt, đau đến mức người tôi co giật. Sau đó tôi đánh mất ý thức. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy anh gọi tên tôi. Tôi mở mắt, Cảnh Mặc Vũ ngồi bên cạnh tôi. Cảnh vật trong phòng được thắp sáng bởi ngọn đèn tường màu tím. Cảnh tượng khó coi không được bóng tối che khuất. Tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào, vội vàng nhắm mắt. Em hơi mệt, em muốn ngủ một lát. Thôi nào, đi tắm rồi ngủ sau. Toàn thân đúng là nhớp nháp khó chịu. Tôi thử động đậy nhưng tứ chi mềm nhũn. Em chẳng còn sức lực nữa, anh có thể đỡ em đứng lên không? Cảnh Mặc Vũ nửa đỡ nửa ôm tôi đi vào phòng tắm. Dòng nước nóng chảy xuống hai thân hình dính chặt vào nhau. Tôi vốn không còn chút sức lực, vậy mà anh cố tình vuốt ve những nơi nhạy cảm khiến tôi nghẹt thở. Nếu không phải có ý chí kiên cường, chắc chắn tôi đã ngất lịm trong phòng tắm. Cũng không biết anh giày vò tôi trong phòng tắm bao lâu, tôi chỉ cảm thấy rất lâu sau anh bế tôi quay về sofa. Ra khỏi phòng tắm kín mít, tôi cảm thấy toàn thân dễ chịu, nhịp thở dần trở lại bình thường. Tôi gối đầu lên đùi anh, nhắm nghiền hai mắt. Tôi rất buồn ngủ, chỉ muốn ngủ một giấc, không muốn tỉnh dậy chút nào. Tiếng kêu ù ù đánh thức tôi miễn cưỡng mở mắt. Lúc này tôi đang gối đầu lên đùi Cảnh Mạc Vũ, trên người tôi là tấm chăn mỏng. Hơi nóng từ chiếc máy sấy thổi khô mái tóc ướt của tôi, vừa ấm áp vừa ngứa ngứa, giống như trước kia. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, mỗi lần tắm xong, tôi đều bị Cảnh Mạc Vũ ép ngồi xuống sofa sấy khô tóc. Bởi không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy khi làn gió nóng thổi bên tai, tôi trốn bên này né bên kia, nên khó tránh khỏi tình trạng bị đứt một hai sợi tóc trong tay anh. Da đầu đau buốt, tôi tố cáo anh ngược đãi tôi. Anh mỉm cười uy hiếp, nếu như em không nghe lời, sau này anh ngược đãi em hàng ngày, ngược đãi em đến hết đời. Tôi vội vàng gật đầu, em nghe lời anh. Lớn thêm vài tuổi, tôi biết rằng để tóc ướt đi ngủ bị đau đầu, vì vậy tôi ngoan ngoãn nằm gối đầu lên đùi của anh để anh sấy tóc. Ngón tay anh tạo thành lướt qua mái tóc dài của tôi, không bao giờ làm đứt dù chỉ một sợi. Vài năm sau, Cảnh Mặc Vũ sang Mỹ học đại học, một năm chỉ về thăm tôi một hai lần. Hơn nữa về, anh cũng chỉ chuyên tâm vào đống sách vở dày cộp, không nhớ đến những chuyện nhỏ nhặt ngày xưa. Nhưng tôi thì vẫn không quên. Một buổi tối sau khi tắm xong, tôi mặc bộ váy ngủ bằng ren màu đen, lấy hết dũng khí cầm máy sấy đi tìm anh. Sao thế? Bây giờ chủ động tìm anh để anh ngược đãi em cơ đấy. Cảnh Mặc Vũ đóng file tài liệu tiếng Anh trên máy tính, nhận chiếc máy sấy từ tay tôi. Đúng đấy, em quyết định hy sinh bản thân mình để thỏa mãn sở thích ngược đãi xấu xa của anh, tránh tình trạng anh không thỏa mãn dục vọng đi tìm người đàn bà khác. Cảnh Mặc Vũ phì cười. Sau này em đọc ít tiểu thuyết trên mạng thôi, ăn nói ngày càng bậy bạ, chẳng giống con gái chút nào. Được rồi, vậy sau này em chỉ tập trung vào phim ảnh. Mà anh đã xem Henry và June chưa? Em thấy dân mạng đánh giá không tồi. Hôm nào hai anh em mình cùng xem đi. Ngón tay anh đang lùa trên tóc tôi bỗng cứng đờ. Cảnh Mặc Vũ đưa tay liếc bộ váy ngủ mỏng tang của tôi, rồi nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, tiếp tục giúp tôi sấy tóc. Sau khi tốt nghiệp về nước, anh không sấy tóc cho tôi nữa. Tôi cũng dần dần cai sở thích được ngược đãi. Bây giờ lại được thưởng thức, tôi có cảm giác khác hẳn. Luồng khí ấm áp thổi tới, tôi ngắm nhìn gương mặt anh, lặng lẽ cảm nhận sự dịu dàng từ đầu ngón tay anh trên tóc tôi như một giấc mộng. Chẳng nhẽ em đang nằm mơ à? Giọng nói của tôi trở nên mơ hồ trong tiếng máy sấy ù ù. Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi, ánh mắt vụt qua tia nóng bỏng. Không phải, chuyện xảy ra vừa rồi đều là thật đấy. Thật ra em không phải hỏi vừa rồi mà là bây giờ. Nhưng nhắc đến chuyện xảy ra ban nãy, em muốn hỏi anh, anh có hối hận vì đã đối xử với em như vậy không? Cái Mạc Vũ nở nụ cười như có như không. Gương mặt anh vốn rất cuốn hút, khi cười càng rung động lòng người. Những chuyện như thế này làm gì có chuyện đàn ông hối hận. Hối hận thì là phụ nữ hối hận thôi. Vậy ư? Lần đầu tiên của anh cũng không hối hận à? Đó là lần anh phải đánh đổi sự tự do một đời. Ánh mắt anh tựa như đang tìm kiếm hình ảnh lần đầu tiên của chúng tôi trong ký ức. Gió từ máy sấy tóc ấm áp khiến tôi mơ màng buồn ngủ. Tôi bất giác chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ say, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng nói, anh không hối hận. Chẳng biết đó có phải là ảo giác của tôi không. Sau đó tôi mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy mấy hôm sau tỉnh lại, Cảnh Mạc Vũ nói cho tôi biết anh đã tận lực. Dù đè tôi xuống, đã đến đỉnh cao hoan lạc, anh vẫn chỉ coi tôi là em gái. Tôi không nói một lời nào, kéo anh tới cục dân chính. Hai con dấu đỏ đóng dấu, cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc. Khi không còn sự trói buộc của trách nhiệm và lời hứa, Cảnh Mạc Vũ lao đến bên cạnh Hứa Tiểu Nặc. Hai người ôm chặt lấy nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu. Ngọn gió ấm áp của mùa hạ thổi bay vạt áo, tạo cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng. Tôi mỉm cười hạnh phúc chúc phúc cho bọn họ, vỗ ngực cam kết rằng hai người yên tâm, em sẽ giải thích với ba. Bọn họ ôm nhau rời đi, còn tôi ôm ngực, đau đớn ngồi sụp xuống. Từng giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi. Tôi không hiểu, lúc anh ôm tôi trong đêm tối, rõ ràng chặt như vậy, rõ ràng sâu như thế, tại sao anh chỉ coi tôi là em gái? Tôi nghĩ mãi không thể hiểu nổi. Trong khi người tôi muốn giữ chẳng thể nào giữ, người tôi không muốn gặp cứ xuất hiện. Tể Lâm không biết xuất hiện từ đâu, bắt tôi thực hiện lời hứa lấy anh vì tôi đã thua cuộc. Tôi sợ hãi lắc đầu nhưng người không thể động đậy, cũng không thể nói thành lời. Tể Lâm thừa dịp đeo chiếc nhẫn kim cương lạnh giá vào ngón áp út của tôi. Anh còn dịu dàng kéo tôi vào lòng, lẩm bẩm bên tai tôi. Ngôn ngôn, em là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của anh. Tôi cảm động đến mức hồ đồ, suýt nữa còn lấy thân báo đáp. Tôi sốt ruột muốn cự tuyệt. Cố gắng vài lần, cuối cùng tôi bật ra một câu. Tể Lâm à, em không thể. Tể Lâm hình như tức giận, anh siết chặt bàn tay tôi, gần như bẻ gãy ngón tay của tôi. Sáng sớm hôm sau, khi mở mắt, trong ánh nắng ban mai, tôi biết rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Cảnh Mạc Vũ đang ngủ say bên cạnh tôi. Tư thế ngủ của tôi tệ như thường lệ, chân vắt lên người anh, hai tay ôm chặt thắt lưng của anh. Tôi thử chỉnh lại tư thế cho đàng hoàng nhưng không thể động đậy. Thì ra Cảnh Mạc Vũ đang ôm chặt vai tôi. Lẽ nào tư thế ngủ khiếm nhã cũng có thể truyền nhiễm? Ngón áp út của bàn tay trái bị thứ gì đó dày cộm làm đến mức tê tê. Tôi rút tay quan sát, chiếc nhẫn cưới bạch kim nổi tiếng Carrier Love nằm trên ngón áp út của tôi. Tôi mỉm cười rơi chiếc nhẫn đến nơi của ánh sáng. Ánh bình minh màu trắng bạc khiến chiếc nhẫn càng thêm lấp lánh. Một lời hứa không thay đổi về tình yêu và hôn nhân. Đây là sự lựa chọn của anh, là quyết định của anh. Ngoại truyện. Ngày cô bỏ đi cũng là một ngày mùa đông, tuyết rơi đầy trời. Sau đó mùa đông không qua đi, tuyết cũng không ngừng rơi. Đêm bình an là đêm ngày 24 tháng 12, tối mù mịt. Washington phủ một màu tuyết trắng xóa. Tiếng cười nói và nhạc Giáng sinh vui vẻ tràn ngập không gian. Tuyết bám trên cửa sổ và mái hiên thỉnh thoảng rơi xuống. Cả buổi tối vùi đầu vào tập tài liệu dày cộp. Đến lúc này anh day day huyệt thái dương rồi cầm cốc cà phê bên cạnh đưa lên miệng. Anh phát hiện trong cốc chỉ còn giọt cà phê cuối cùng theo thành cốc rơi xuống. Anh nâng cốc cà phê trống không một lúc lâu, sau đó có thể kìm nén nỗi đau đột ngột tràn lên trong lồng ngực. Anh quên mất, cô không còn bên cạnh anh, sẽ không còn ai lặng lẽ rót đầy cốc cà phê nóng cho anh. Lúc bấy giờ anh tưởng cà phê trong cốc uống mãi không cạn, giống như tình yêu của cô dành cho anh là vô tận. Hóa ra cốc cà phê có ngày cũng uống cạn, tình yêu của cô có ngày kết thúc. Đặt chiếc cốc xuống bàn, anh tiếp tục xem tài liệu. Thế nhưng những hàng chữ tiếng Anh trên văn bản đột nhiên trở nên hỗn loạn. Anh buồn bực đóng tài liệu, cởi áo đi vào nhà tắm. Dòng nước xối xả gột rửa làn da, mang lại cảm giác đau rát. Dầu tắm có mùi cây cỏ lẫn mùi trà xanh, dưới tác động của nước nóng dần dần lan tỏa khắp phòng tắm. Anh hít hơi sâu, lặng lẽ ngửi mùi hương đó. Mùi dầu tắm thơm, giống như là mùi hương trong ký ức, chỉ là thiếu vị ngọt ngào đặc biệt. Anh không nhớ rõ bao nhiêu năm về trước. Anh chỉ nhớ lúc đó cô vẫn là thiếu nữ tuổi vị thành niên, nhưng đã mang vẻ đẹp lung linh, đôi mắt long lanh như hồ nước, lúc nào cũng tràn ngập ý cười. Một buổi tối, anh lê tấm thân mệt mỏi về nhà, cô đang ngồi trên sofa xem TV. Hình như cô vừa tắm xong. Bộ váy ngủ vàng nhạt làm tôn khuôn mặt trái xoan yêu kiều, giống tia nắng ấm áp chiếu xuống biển sâu lạnh lẽo, xua tan sự hiu quạnh ở nơi sâu nhất trong trái tim con người. Anh ngồi xuống cạnh cô, véo bờ má non mềm của cô. Muộn như thế này vẫn chưa ngủ ư? Em không nghe lời rồi đấy. Thì người ta đang đợi anh, đúng là đồ vô lương tâm. Cô trừng mắt với anh, nhưng đôi đồng tử đen láy vẫn là ý cười phơi phới. Một mùi hương ngọt ngào anh chưa từng thấy tỏa ra từ người cô, khiến anh có cảm giác chánh choáng.
Anh giơ tay kéo cô vào lòng, dí mũi vào cổ cô hít một hơi sâu. Thơm quá, là mùi gì vậy? Cô cúi xuống, ngửi cổ áo của mình. Dầu tắm em mới mua, anh thích mùi này không? Ừ, anh thích. Kể từ đó, trên người cô vĩnh viễn có mùi thơm này. Mùi hương quen thuộc đến mức không cần nhìn, anh biết cô bên cạnh anh. Sau khi ra đi, anh không ngửi thấy mùi hương đó nữa. Anh có cảm giác mình giống như một con nghiện không tìm ra thuốc phiện. Anh cho người mua tất cả các loại dầu tắm có trên thị trường. Các loại dầu tắm thuộc nhãn hiệu nổi tiếng anh đều ngửi qua, nhưng không đúng loại cô thường dùng. Anh còn tự mình đi siêu thị và trung tâm thương mại tìm kiếm, nhưng không tìm ra mùi hương trên cơ thể của cô. Lúc này anh hiểu tại sao tình yêu của cô lại khô cạn. Cô có thể vì một câu anh tùy tiện nói ra anh thích, mà hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, chỉ dùng một loại dầu tắm, trong khi anh chưa từng chú ý đến nhãn hiệu của nó. Không phải anh không yêu cô, chỉ là trong mối quan hệ tình cảm bất bình đẳng này, cô và anh giống như lửa và băng. Còn lửa của cô đã lụi tàn, nhưng đổi lại là sự tan chảy của anh. Cô nói cô đã thua, thật ra không ai thua ai thắng, là vì cả hai đều thương tích đầy mình. Sau đến một ngày, anh vô tình ngửi mùi hương đó trên đường. Anh đi tìm suốt hai con phố. Cuối cùng một cô gái người Trung Quốc xa lạ nói cho anh biết đó là nhãn hiệu dầu tắm của Trung Quốc, có mùi cam thảo và trà xanh, một chai chưa đến 10 nhân dân tệ. Tắm xong, anh mặc áo choàng ngồi xuống sofa. Mùi hương trên người chưa bay hết. Anh mơ hồ cảm thấy cô đang bên cạnh mình. Giống một đêm anh hoàn toàn đánh mất lý trí, ra sức chiếm đoạt cô. Sau trận kích tình, cô yên lặng nằm trên sofa, đầu gối lên đùi anh, để mặc anh sấy khô mái tóc dài của cô. Sau đó cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô đã khóc trong giấc mơ, giọt nước mắt nóng hổi của cô chảy xuống đầu gối của anh. Anh biết cô rơi lệ vì mình. Anh muốn giúp cô thổi khô nước mắt, nhưng anh càng thổi mắt cô càng đẫm lệ. Trong lòng đột nhiên rung động, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô. Nước mắt thấm vào đầu lưỡi anh, vị đắng chát và một nỗi bi thương không thể nói thành lời. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bế cô lên giường, nằm xuống ôm cô. Kể từ đêm hôm ấy, anh thực sự coi cô là một người phụ nữ, người phụ nữ của anh. Hoa tuyết lóng lánh bay khắp không trung, căn phòng trống không trở nên lạnh lẽo trong đêm bình an. Anh châm một điếu thuốc. Đống lửa trên đầu ngón tay chập chờn, anh hít sâu một hơi để điếu thuốc làm tê liệt sự đau đớn trong từng tế bào thần kinh trên người anh. Điện thoại di động đổ chuông, anh bắt máy. Đầu kia vọng lên tiếng Anh kiểu Mỹ rất chuẩn của Ngô Khâu. Anh họ à, ra ngoài chơi đi. Đêm nay là đêm Christmas baby, đảm bảo anh có đêm bình an, cả đời khó quên. Anh trả lời bằng giọng lãnh đạm. Anh không có hứng thú với con gái Mỹ, mọi người cứ chơi đi. Anh à, có cả gái châu Á, mỹ nhân Hàn Quốc. Thôi khỏi, anh không đi. Tài liệu của chú hai đưa, anh chưa xem xong. Nghe giọng nói không chút hứng thú của anh, Ngô Khâu không bắt ép, hậm hực tắt điện thoại. Anh tắt điếu thuốc, quay về thư phòng, mở tài liệu vừa nãy, tiếp tục nghiên cứu. Mấy tháng nay người của Ngô gia hiểu quá rõ năng lực của anh, thế nhưng không ai biết anh phải nỗ lực như thế nào trong những đêm cô tịch. Cô nói, cảnh Mạc Vũ, đợi đến ngày có bản lĩnh đòi về, anh hãy đến nói với tôi câu này. Câu nói của cô đến bây giờ cứ như là cây kim cắm vào trái tim anh, thường xuyên nhắc nhở anh. Đợi đến ngày anh có năng lực, anh nhất định đến trước mặt cô, đòi lại tình yêu, tình thân và cả sự tôn nghiêm mà anh đánh mất. Chắc chắn sẽ có ngày, anh xin thề là như vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu cuộc sống vợ chồng muộn sau một tháng tại sao xảy ra trong lúc tôi chuẩn bị ly hôn. Cảnh Mạc Vũ muốn dùng cách này chứng minh với tôi, anh kiên quyết bảo vệ cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tuy nhiên thái độ của anh không thể chứng minh anh yêu tôi, càng không thể chứng minh anh có thể quên Hứa Tiểu Nặc. Hứa Tiểu Nặc, cứ nghĩ đến cô gái sắp bị bỏ rơi nơi đất khách quê người, tôi lưỡng lự. Bọn họ ở bên nhau 3 năm, liệu Cảnh Mạc Vũ có thể quên cô ta? Có lẽ anh đã trao cả trái tim cho cô ấy, không một người phụ nữ nào khác có thể mở cánh cửa trái tim anh. Tôi cúi đầu ngắm người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, vầng trán đẹp đẽ, bờ môi gợi cảm. Đôi môi anh đêm qua hôn lên từng tấc da thịt mềm mại của tôi. Điều tôi chờ mong suốt 5 năm chẳng phải cuộc sống này ư? Bất kể góc sâu trong nội tâm của anh chứa đựng hình bóng ai, chỉ cần anh ở bên cạnh tôi là đủ. Tôi tham lam ngắm anh một lúc lâu mới nhớ đến thời gian, đã hơn 8 giờ sáng. Tôi lặng lẽ rời khỏi vòng tay anh. Vừa bước xuống giường, tôi phát hiện mình không mảnh vải che thân. Tôi muốn tìm quần áo nhưng không thấy trong phòng ngủ.
Cuối cùng tôi ôm gối, che người chạy ra khỏi phòng ngủ. Tôi vội vàng mặc quần áo, không chào tạm biệt Cảnh Mạc Vũ. Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng khách sạn, nhẹ nhàng đóng cửa. Tôi cũng không rõ tại sao tôi không dám đối mặt với anh. Có lẽ tôi không biết nên đối diện với ánh mắt ung dung thản nhiên của anh như thế nào. Giống như hồi nhỏ, một lần tôi lén lút ăn kẹo bị anh bắt gặp. Tôi vội vàng giấu tờ giấy bọc kẹo sau lưng. Cảnh Mạc Vũ thản nhiên cúi đầu, nhặt một tờ giấy bọc kẹo rơi dưới chân tôi, rồi nhét vào bàn tay đang giấu sau lưng của tôi. Tôi xấu hổ đến mức độn thổ, còn anh từ đầu đến cuối ung dung bình thản, khiến tôi càng giống một vai hề nhảy nhót trên sân khấu, và anh chỉ là khán giả mà thôi. Trong lúc đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi đi tới thang máy. Cửa thang máy màu bạc nhẵn bóng như gương, phản chiếu rõ hình bóng tôi. Tôi gần như không dám tin vào mắt mình, đưa tay lên sờ mặt. Đây là tôi ư? Sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt đỏ ngầu, bộ váy nhàu nát, bờ vai trần đầy vết bầm tím. Cảnh tượng kinh khủng tối qua như phơi bày ngay trước mắt tôi. Tôi chỉnh lại mái tóc. Khi tôi đang tìm cách che đi dấu hôn trên vai, cửa thang máy mở ra. Giám đốc Trần ăn mặc chỉnh tề và Dương Dĩnh muôn vẻ phong tình xuất hiện trong thang máy. Giờ làm việc không ở cơ quan cũng chẳng sao, quan trọng không để sếp bắt thóp là được. Nhưng bây giờ đây tôi không chỉ bị tóm gọn, mà còn ở nơi tôi không nên xuất hiện nhất. Rơi vào hoàn cảnh này, tôi không thể giả bộ không nhìn thấy họ. Tôi chỉ còn cách mặt dày mỉm cười. Giám đốc Trần à, chị Dĩnh, thật là tình cờ. Giám đốc Trần nhếch mép. Tiểu Ngôn đến thăm bạn đây ư? Thấy giám đốc Trần giải vây, tôi lập tức gật đầu. Dạ vâng vâng, em đến thăm người bạn. Hai người đi gặp khách hàng đấy ạ? Ừ. Tôi không dám nhiều lời, lập tức đi vào thang máy, vội vàng bấm nút đóng cửa. Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi nhìn thấy giám đốc Trần và Dương Dĩnh đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy hàm ý. Tôi quay về ký túc, thay bộ đồ kín mít từ trên xuống dưới. Lúc tôi tới phòng tiêu thụ của công ty đã là 10 giờ sáng, mọi người dường như có tâm trạng rất tốt, đang tụ tập trò chuyện rôm rả. Vừa nhìn thấy tôi, một người vui vẻ báo cho tôi biết, dự án của Cảnh Thiên có khả năng thành công đấy. Vậy sao? Thế thì tốt quá. Giám đốc Trần giỏi thật đấy, khúc xương khó nhằn như thế, anh ấy có thể giải quyết. Nói xong tôi tránh né ánh mắt mờ ám của Dương Dĩnh, ngồi vào vị trí của mình, điềm nhiên dở tài liệu. Tiểu Ngôn à? Dương Dĩnh tiến lại gần, nhiệt tình khoác một tay lên vai tôi, một tay cầm tập tài liệu đưa đến trước mặt tôi. Giám đốc Trần bảo khi nào em đến văn phòng thì hãy cầm tài liệu tới nhà xưởng. Vâng, em phải giao nó cho ai đây ạ? Giao cho giám đốc Trần là được, anh ấy đang cùng tổng giám đốc đưa Cảnh Mạc Vũ đi tham quan nhà xưởng đấy. Tôi cúi đầu xem tài liệu, là tập tài liệu không quan trọng. Việc đưa tài liệu hiển nhiên là giả, bọn họ có mục đích khác. Cầm tài liệu đi tới nhà xưởng, tôi không cần mất công tìm kiếm, ngay lập tức nhận ra Cảnh Mạc Vũ trong bộ đồ chỉnh tề. Mặc dù đứng giữa nhà xưởng đầy máy móc, từ người anh ta tỏa khí chất trầm tĩnh tao nhã. Tôi tiến lại gần, giao tập tài liệu cho giám đốc Trần. Tôi vô tình đưa mắt nhìn phía anh, liền chạm ánh mắt sâu thẳm của anh. Đầu óc trống rỗng vài giây, tôi lên tiếng chào hỏi. Cảnh tổng à, hôm nay sắc mặt anh có vẻ không tồi. Ừ, tối qua tôi ngủ rất ngon. Anh trả lời bằng giọng lãnh đạm. Giám đốc Trần cắm cúi xem tài liệu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Tôi nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi, miễn cưỡng nở nụ cười giã giao. Có lẽ hôm qua Cảnh tổng mệt mỏi quá. Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi, làn môi mỏng của anh nhếch lên như không tán đồng với quan điểm của tôi. Sợ anh nói điều gì đó khiến tôi nghẹn lời, tôi không dám ở lại lâu. Vội vàng quay sang giám đốc Trần. Giám đốc Trần, anh có việc gì không ạ? Nếu không có, em về văn phòng làm việc trước. Giám đốc Trần nói, em đi cùng chúng tôi tham quan, làm quen với sản phẩm của công ty đi. Dạ, vâng ạ. Từ lúc thực tập, chúng tôi được làm quen với sản phẩm một lần, nhưng tôi vẫn đi sau bọn họ, nghiêm túc tìm hiểu thêm lần nữa. Cảnh Mạc Vũ và kỹ sư của phòng kỹ thuật đang trao đổi vấn đề, di động của tôi bỗng đổ chuông. Tôi lạnh cả sống lưng, lén lút lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là Tề Lâm. Anh chàng hàng ngày không quan tâm đến cuộc sống của tôi sau khi kết hôn. Tôi lập tức bấm nút tắt cuộc gọi, vài giây sau anh ấy gọi tới. Lần thứ ba liên tiếp, tôi bị thất vọng bởi sự kiên trì của anh. Thật ra tôi bị khuất phục bởi ánh mắt sắc bén của Cảnh Mạc Vũ thì đúng hơn. Tôi che điện thoại nói, em đang làm việc, lát nữa nói chuyện sau. Tề thiếu gia, một người một lòng theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, sao có thể hiểu được nỗi khổ của nhân gian, lên tiếng thắc mắc. Công việc vớ vẩn gì không thể nghe điện thoại được. Em đang đi cùng khách hàng. Vừa nghe hai từ khách hàng, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên dừng bước.
Đi cùng khách hàng. Khách hàng gì? Là đàn ông có phải không? Có ăn đậu hũ của em không đấy? Nếu như hắn dám giở trò, em lập tức báo cho anh biết. Thật không ngờ Tề Lâm có khả năng tiên đoán như thần. Tôi nói nhanh. Được rồi, em biết chừng mực, không cần anh để tâm. Em bận lắm nhá, anh đừng gọi cho em nữa. Tôi tắt điện thoại định bỏ vào túi áo, bỗng một bàn tay lạnh giá nhân lúc mọi người không để ý, nhanh như chớp cướp di động của tôi. Tôi ngây người nhìn cảnh Mạc Vũ giật điện thoại của tôi, kiểm tra danh sách cuộc gọi một cách tự nhiên. Cũng may là điện thoại di động của tôi là loại phổ biến nhất trên thế giới, là loại nếu đổ chuông trên tàu điện ngầm, có vô số người rút điện thoại ra khỏi túi. Vì thế cảnh Mạc Vũ xem điện thoại của tôi đúng một phút, sau đó bỏ vào túi áo anh mà không một ai phát hiện đó là di động của tôi. Trong lúc tôi âm thầm thương tiếc chiếc điện thoại, cảnh Mạc Vũ đã đồng ý hợp tác sơ bộ với bác Tín. Phương thức hợp tác như sau. Bác Tín thiết kế, chế tạo hai dàn máy móc theo đúng yêu cầu của Cảnh Thiên. Sau khi Cảnh Thiên chạy thử, nếu không có vấn đề sẽ thanh toán hợp đồng. Còn nữa, vị khách hàng lớn này yêu cầu điều tôi tham gia công tác nghiên cứu. Cảnh Mạc Vũ nói, tôi không thường xuyên ở thành phố T. Nếu các anh thấy tiện, tôi hy vọng các anh cử người đến Cảnh Thiên, trực tiếp trao đổi bàn bạc với chuyên gia của phòng kỹ thuật công ty chúng tôi. Như vậy là tốt nhất, có điều... Giám đốc Trần thận trọng suy nghĩ, sau đó quay sang hỏi tôi. Tiểu Ngôn à, em thấy có tiện không? Dạ, em xin nghe theo sự sắp xếp của anh. Giám đốc Trần quay lại nhìn Trình Tổng. Trình Tổng ngẫm nghĩ lên tiếng. Vậy cứ quyết định như vậy, tôi cử thêm một kỹ sư ở bộ phận kỹ thuật để việc trao đổi dễ dàng hơn. Cảnh Mạc Vũ gật đầu đồng ý. Hai vị lãnh đạo làm việc suôn sẻ, một thực tập sinh mới bước vào đời như tôi bị đem bán trong giây lát. Tôi bất giác nghĩ thầm, nếu khách hàng không phải Cảnh Mạc Vũ thì sẽ ra sao? Công việc này quả nhiên không phải ai cũng có thể làm, lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần mình bị đem đi tiêu thụ. Xong việc khó khăn lắm, tôi tìm được cơ hội đuổi theo Cảnh Mạc Vũ khi anh vào nhà vệ sinh. Tôi đứng trước mặt anh giơ tay. Anh nhét tấm thẻ khách phòng VIP khách sạn vào tay tôi. Tối nay anh phải tiếp khách, anh sẽ bảo lái xe đến đón em khi em tan sở. Em muốn lấy lại di động. Anh không để ý đến tôi, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tuy nhật ký điện thoại của tôi toàn là số điện thoại đã nghe của Tề Lâm, của Cảnh Mạc Vũ chỉ có 3 cuộc, trong đó 2 cuộc gọi nhỡ, nhưng đó không phải lỗi của tôi, càng không phải lỗi của chiếc điện thoại. Hết giờ làm, tôi đang chuẩn bị mua điện thoại mới thì trợ lý Sầm đột nhiên thông báo, hôm nay tất cả nhân viên của phòng tiêu thụ liên hoan, giám đốc Trần mời mọi người ăn cơm, ai không đi tức là không để mặt giám đốc. Là một sinh viên thực tập thấp cổ bé họng, tôi không thể không để mặt cấp trên. Hơn nữa không biết mấy giờ Cảnh Mạc Vũ mới kết thúc bữa cơm xã giao. Tôi có về khách sạn sớm cũng chỉ một mình trong phòng trống. Chỉ bằng cùng đồng nghiệp đi liên hoan, học cách sinh tồn nơi công cộng. Bởi dự án với Cảnh Thiên thuận lợi một cách thần kỳ, giám đốc Trần mặt tươi như hoa liên tục nâng cốc. Không khí bữa tiệc vô cùng vui vẻ. Trên bàn nhậu, ngoài những lời trêu đùa và khách sáo có chừng mực, đề tài của đám đông xoay quanh thực lực kinh tế của công trình Cảnh Thiên về tiền thưởng cuối năm tăng thêm bao nhiêu. Còn đề tài của các cô gái là ngoại hình và xuất thân của Cảnh Mạc Vũ, của cuộc hôn nhân chớp nhoáng của anh. Tôi vẫn giữ nguyên tắc ít mở miệng, ít uống rượu, ăn nhiều thịt, ngồi một bên khiêm tốn lắng nghe. Không biết là có ai đó hỏi một câu vô cùng sáng tạo. Mọi người thử đoán xem, một người đàn ông như Cảnh Mạc Vũ, bên ngoài liệu có bao nhiêu bông hoa dại đây? Tôi liền bị hóc xương cá, khó khăn lắm mới nuốt trôi. Xã hội quả nhiên không ngừng tiến bộ, bây giờ con người không cần phải tán gẫu nhà giàu có hoa dại ở bên ngoài hay không, mà là có bao nhiêu bông hoa dại. Cả phòng bàn tán sôi nổi. Dương Dĩnh liếc tôi một cái đầy ẩn ý. Sau đấy chị ta cầm ly rượu, đổi chỗ cho đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi. Dương Dĩnh chủ động bắt chuyện với tôi. Tiểu Ngôn, sau khi tốt nghiệp, em có dự định gì chưa? Học lên thạc sĩ hay đi làm? Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, chắc là đi làm chị ạ. Thế em có nghĩ đến chuyện tới bác Tín làm việc không? Tôi hàm hồ trả lời. Em rất thích môi trường làm việc của bác Tín, nếu có cơ hội em sẽ suy nghĩ. Chị cũng rất thích em, tuổi trẻ đã biết mình muốn gì. Nghe nói sếp cử em tới Cảnh Thiên, đây là cơ hội tốt. Có điều chị khuyên em một câu, với một số cơ hội, lúc cần nắm bắt nhất định phải nắm bắt, lúc cần buông tay thì hãy buông tay, nếu không bản thân chịu thiệt thòi đấy. Tôi cười, ly rượu trong tay lắc lư. Tôi nghĩ ai cũng hiểu đạo lý này, nhưng khi thực sự yêu một người, ai có thể phân biệt lúc nào nên nắm chặt, lúc nào nên buông tay. Tôi mỉm cười, cảm ơn chị Dĩnh, em ghi nhớ lời của chị.
Dương Dĩnh là người phụ nữ khéo ăn khéo nói và từng trải, chị ta có thể nhìn thấu quy luật sinh tồn nơi công sở. Chúng tôi buôn từ công việc đến chuyện tình trường và đàn ông, ly rượu cạn sạch lúc nào không hay. Thế chị nghĩ như thế nào về cảnh Mạc Vũ? Tôi muốn biết đánh giá của những người xung quanh về anh. Dương Dĩnh ngẫm nghĩ hồi lâu. Con người này quá thâm sâu, chị không nhìn thấu. Có điều dựa theo phong cách làm việc của anh ta, chắc anh ta là một người lý trí, lúc nào cũng biết rõ bản thân nên làm gì và hành động như thế nào. Tôi bất giác lẩm bẩm. Vậy anh ấy nhất định biết rõ mình nên yêu người phụ nữ nào, không thể yêu người phụ nữ nào. Ừ, dựa theo IQ của anh ta chắc chắn có thể phân biệt rõ. Tôi cười khổ. Tình yêu dùng lý trí để quyết định, liệu có còn gọi là tình yêu không đây? Những giờ phút náo nhiệt luôn trôi qua rất nhanh. Chúng tôi rời khỏi nhà hàng sau khi ăn tối no say. Bây giờ hơn 10 giờ đêm, dãy phố dài với ngọn đèn xanh đỏ nhấp nháy khiến tôi hoa mắt. Nhưng tôi có thể nhìn thấy chiếc xe con màu đen quen thuộc đỗ ở phía đối diện. Tôi đứng yên vẫy tay chào các đồng nghiệp. Dương Dĩnh vỗ vai tôi, đồng thời liếc mắt sang bên đường. Nhớ lời chị dặn đấy. Tôi mỉm cười gật đầu. Thấy mọi người đã đi xa, chiếc xe con lặng lẽ chuyển bánh dừng trước mặt tôi. Tôi mở cửa ngồi vào trong, phát hiện cảnh Mạc Vũ cũng ở trên xe. Trên đùi anh đặt một chiếc laptop, màn hình mờ mờ chứng tỏ sắp hết pin. Chắc anh đợi tôi đã lâu. Không phải anh đi ăn với khách đấy à? Bữa ăn kết thúc sớm. Cảnh Mạc Vũ đóng máy tính xách tay nói với tài xế. Về khách sạn đi. Không khí trong xe ấm áp, tôi giả vờ say, mạnh dạn dựa đầu vào vai anh. Cảnh Mạc Vũ không né tránh, giữ nguyên tư thế. Tôi cắn môi, cuối cùng không kìm nén tiếng nói từ tận đáy lòng. Anh biết không, em rất nhớ anh. Cảnh Mạc Vũ cụp mi mắt, chạm vào ánh mắt nóng bỏng của tôi. Anh nhanh chóng liếc đi chỗ khác, nhìn ngoài đường phố náo nhiệt. Sau này nếu không có anh đi cùng, em đừng uống rượu nữa. Vẫn là giọng điệu của người anh trai dạy bảo em gái. Sự quan tâm thật lòng bị vẻ nghiêm túc trên mặt anh che kín. Tôi bĩu môi. Phòng tiêu thụ bọn em giành được dự án lớn với Cảnh Thiên nên mới đi chúc mừng. Sẽ bắt em uống có thể từ chối ư? À đúng rồi, anh định hợp tác với bác Tín thật đấy à? Anh chưa nhận lời giao dự án cho bác Tín. Anh mới chỉ đặt hai thiết bị đơn giản để dùng thử thôi. Với trình độ kỹ thuật và khả năng sản xuất của bọn họ, rất khó đáp ứng yêu cầu của anh. Tôi kinh ngạc ngồi thẳng người, quay sang đối mặt anh. Vậy tại sao anh còn đặt máy dùng thử? Bỏ ra 2 triệu đặt thiết bị, coi như nộp học phí thực tập cho em, để em có cơ hội học hỏi rèn luyện ở bác Tín. Hơn nữa máy móc của bác Tín được người trong giới đánh giá không tồi, anh muốn dùng thử thôi. Vậy anh giả vờ có hứng thú với em trước mặt bọn họ vì muốn bọn họ cho em cơ hội à? Ừ, chẳng phải em sẽ thề nuôi anh và ba. Đừng nói là anh không cho em cơ hội. Anh đã giúp em sắp xếp đâu vào đấy. Năm thứ tư em có thể tiếp tục thực tập ở bác Tín. Đây là một cơ hội làm quen với công việc rất tốt, đồng thời có thể hiểu về dự án mới của Cảnh Thiên. Em chẳng biết gì cả đâu. Anh không sợ em làm hỏng dự án của anh. Cảnh Mạc Vũ cười. Em cứ mạnh dạn làm đi. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng có anh ở đây. Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối hắt vào gương mặt nhìn nghiêng của anh, khiến diện mạo của anh càng trở nên mờ ảo. Người đàn ông này có được anh đã là một điều xa xỉ. Tôi còn đòi hỏi gì nữa đây? Tôi đang đắm chìm trong suy tư, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên giơ tay trả điện thoại di động cho tôi. Cầm chiếc điện thoại tưởng không lấy lại được, tôi không dám tin vào mắt mình. Tôi mở danh bạ cuộc gọi, quả nhiên là điện thoại của tôi. Chỉ là danh sách cuộc gọi đến hiện thêm một số của Tề Lâm. Thời gian nghe điện thoại dài gần 10 phút. Tề Lâm gọi điện, anh bắt máy đấy à? Ừ. Anh ấy có nói gì với anh không? Không phải ôn lại chuyện cũ đấy chứ? Cũng chẳng có gì nhiều, lâu lắm rồi không gặp, cho nên anh hẹn gặp cậu ta. Cảnh Mạc Vũ thong thả dựa người vào thành ghế, quay mặt phía tôi. Nhân tiện anh hỏi cậu ta xem, ở gần công ty Cảnh Thiên có căn hộ nào tốt, tốt nhất là loại đã trang trí nội thất, chỉ cần sắm đồ gia dụng có thể tới ở. Nhà không cần quá rộng, đủ cho hai người chúng ta cần đến đó là được rồi. Cậu ta nói sẽ để ý giúp anh. Lúc cần, đến đó ở ư? Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng về mặt Tề Lâm. Sao anh không nói thẳng ra cho xong đi? Cảnh Mạc Vũ chỉnh vạt áo. Không cần đâu, cậu ta có thể nghe hiểu vấn đề. Mãi trò chuyện, chúng tôi đi hết đoạn đường khá xa lúc nào không hay. Ô tô dừng lại trước cửa khách sạn. Cảnh Mạc Vũ đưa tôi tới căn phòng cực kỳ sang trọng, có thể ngắm cảnh thành phố từ trên cao. Dưới ánh đèn dịu dàng, Cảnh Mạc Vũ quay người nhìn tôi. Rõ ràng chúng tôi biết nhau 20 năm nay.
Rõ ràng trước đây cả ngày nói không hết chuyện, vậy mà bây giờ chúng tôi như hai người xa lạ, im lặng mặt đối mặt, không biết nói gì làm gì. Đặc biệt khi nhìn thấy chiếc sofa ở phòng khách, đầu óc tôi toàn là cảnh anh đè tôi xuống sofa hôm trước. Máu nóng dồn lên hết mặt trong giây lát. Vì vậy khi anh hỏi, tối nay em có mệt không, có cần ngâm spa cho đỡ mệt mỏi, tôi được gật đầu ngay lập tức. Sau khi gật đầu lia lịa, tôi hiểu ý tứ trong lời nói của anh, nhất là từ trước mang hàm ý sâu xa, mặt tôi càng đỏ ửng. Kỳ Mặc Vũ quay người đi vào phòng tắm. Anh đi xả nước cho em. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước xối xả, không thấy cảnh Mạc Vũ ra ngoài, chắc anh đang tắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng rời mắt khỏi sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng sông lững lờ trôi quanh thành phố phồn hoa, nhưng cũng có chiều sâu văn hóa. Ánh đèn lộng lẫy càng làm nổi bật vẻ xa hoa trong đêm tối. Có lẽ sống trong khuôn viên đại học T một thời gian dài, tôi quen nhìn những tòa nhà đơn giản của trường đại học, quen nhìn phong cảnh trang nhã, thanh lệ trong khuôn viên trường học. Vì thế khi đối diện ánh đèn rực rỡ, tôi cảm thấy xa xôi, giống như từ cấm thành của Bắc Kinh, là sự kết hợp giữa cảnh vật phồn hoa và đỉnh cao của dục vọng quyền lực. Đẹp thì có đẹp nhưng thiếu tình người, ngược lại có mùi vị người tình. Người tình ư? Liên tưởng đến từ này, tôi bất giác cười thầm, cảm giác giống mối quan hệ giữa tôi và cảnh Mạc Vũ. Không nghe thấy tiếng nước chảy nữa, cảnh Mạc Vũ đi ra ngoài, áo choàng tắm khoác hở hững trên thân hình còn ướt rượt của anh. Dụ dỗ ánh mắt tôi thuận theo giọt nước di chuyển từ trên xuống dưới. Bình thường trông anh khá cao, tôi không để ý nên không biết chân anh dài như vậy. Giọng nói của anh như có độ ấm. Nước được rồi đấy. Vâng. Tôi ngượng ngùng đưa mắt đi chỗ khác, bước vài bước về phía phòng tắm. Tôi mới nhớ đến chiếc túi sách của mình. Trong túi sách lúc nào cũng có chai dầu tắm của một nhãn hiệu nào đó. Tuy nó không có hiệu quả dưỡng da, nhưng rõ ràng cảnh Mạc Vũ thích mùi hương này. Để không chỉ tắm rửa, ngay cả giặt quần áo rửa tay tôi cũng dùng nó. Ngâm mình trong bồn tắm có hiệu quả spa không thua kém các salon chuyên nghiệp. Sự mệt mỏi sau một ngày dài vơi đi nhiều. Thế nhưng nồng độ cồn trong máu phát huy tác dụng, đầu óc tôi mơ màng. Tôi mặc áo choàng tắm. Đang mặc dở, tôi chợt nhớ đến một cảnh trong phim điện ảnh. Thế là tôi cởi áo choàng, lấy khăn tắm cuốn quanh người. Tôi phải thử mấy lần mới buộc chặt, đảm bảo khăn tắm không bị rơi khi tôi bước đi. Sau khi rửa qua mặt mũi, tôi rời khỏi phòng tắm. Đảo mắt một vòng, tôi nhìn thấy trong phòng ngủ bật ngọn đèn đầu giường. Ánh đèn màu mật ong hắt lên tấm ga trải giường màu tím, lung linh huyền ảo. Cảnh Mạc Vũ ngồi tựa đầu giường xem tạp chí. Bên tay anh đặt một ly trà đen, mùi thơm nồng lan khắp nơi. Nói thật lòng, con người anh từ trong ra ngoài toát một vẻ thanh lịch khiến tôi không biết làm thế nào tiến lại gần. Tôi thậm chí muốn nói câu chúc ngủ ngon với anh rồi đi sang phòng dành cho khách. Nghe tiếng động, Cảnh Mạc Vũ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của anh, đầu óc tôi như bị chập điện. Hay là em sang phòng dành cho khách ngủ? Cảnh Mạc Vũ ngây người một lúc rồi gật đầu. Ánh mắt anh lóe lên một tia gần như thất vọng. Tóc em còn ướt đấy, lại đây, để anh giúp em sấy khô. Lần đầu tiên tôi ngồi đối diện cảnh Mạc Vũ để anh sấy tóc. Làn gió nóng pha lẫn hơi thở của anh bay vào tóc tôi. Mùi hương của anh lấp đầy giác quan của tôi. Ngón tay anh thuận tiện theo sợi tóc chạm vào sau tai tôi, khiến tôi cảm thấy tê tê. Tôi ngẩng mặt nhìn sâu đáy mắt anh. Anh đột nhiên dừng lại. Tôi không rõ tôi dựa vào lòng anh trước hay là anh ôm vai tôi trước. Chỉ biết môi chúng tôi chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò chờ đợi, một cảm giác bất an. Chúng tôi mỗi lúc một dính chặt vào nhau. Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi hương trà đen từ miệng anh, tâm trí tôi bắt đầu hỗn loạn. Để nụ hôn sâu hơn, Cảnh Mạc Vũ một tay nâng mặt tôi, một tay ôm chặt người tôi. Đầu lưỡi của anh tiến sâu, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Cảm giác đó quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại. Đây mới là nụ hôn đầu tiên của tôi. Nụ hôn này khắc sâu ký ức, cả đời khó phai. Sự thân mật ngày càng tăng, đầu lưỡi của anh cuốn theo hơi thở nóng hổi, bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Nụ hôn khiêu khích và hơi thở của anh lướt qua mặt, qua cằm, môi và sau vành tai của tôi. Sợi dây thần kinh mẫn cảm như bị thứ gì đó kéo căng, nhẹ hơn hoặc nặng hơn một chút thì tốt biết mấy. Nhưng anh cứ giữ lực ở mức khiến toàn thân tôi run rẩy, cảm giác còn khó chịu hơn lúc bị chiếm đoạt trong cơn kích tình. Đừng mà. Câu cự tuyệt nghẹn lại trong cổ họng, nghe qua như một lời mời gọi.
có thể nói đây là lời mời gọi hoan ái uyển chuyển của người phụ nữ. Cảnh Mạc Vũ làm sao không hiểu, anh chọc đầu ngón tay vào chiếc khăn tắm mà tôi khó khăn lắm mới buộc chặt, nhẹ nhàng gẩy ra. Chiếc khăn lập tức rơi xuống, cơ thể lõa lồ hiện ra trước mắt anh không hề che đậy. Đây không phải lần đầu tiên cùng anh ân ái, nhưng là lần đầu tiên tôi không mảnh vải che thân đối diện anh dưới ánh đèn sáng trưng. Bắt gặp ánh mắt khác lạ của anh, tôi luống cuống hơn cả lần đầu tiên, hoảng loạn giơ tay che mắt. Chúng ta tắt đèn đi. Ngôn ngôn. Cảnh Mạc Vũ kéo tay tôi xuống, nắm trong lòng bàn tay anh ấm áp. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn ngực đang phập phồng của tôi. Em đang sợ hãi điều gì? Không, không phải em sợ hãi. Là ánh mắt và ngữ khí của anh quá xa lạ, dường như không phải người đàn ông trong ký ức của tôi. Người luôn dịu dàng xoa đầu tôi, tức giận cũng không bao giờ mắng tôi, chỉ cốc lên đầu tôi bày tỏ không hài lòng. Em không hy vọng anh coi em là đàn bà hay sao? Em không thích anh. Bàn tay anh chạm vào nơi anh đang ngắm nhìn, nhẹ nhàng xoa bóp điểm nhạy cảm nhất. Em... Cảm giác hư vô trong cơ thể mỗi lúc một tăng, tôi nắm chặt anh như nắm cây gỗ nổi trên mặt nước để không bị chìm. Đầu lưỡi anh xoay tròn, một cơn đê mê lan tỏa khắp người tôi. Tôi chưa từng trải qua hành động thân mật như lúc này, chưa bao giờ mất hết sức lực như lúc này. Hai tay tôi bám chặt vai anh, nhưng cũng không thể khống chế linh hồn từ từ trầm luân. Cảnh Mạc Vũ nhướng mắt, cảm giác tội lỗi trong đáy mắt anh nhạt nhòa không ít. Không phải ư? Em hy vọng anh yêu em như một người đàn ông yêu một người đàn bà. Anh đột nhiên phì cười, đáy mắt tràn ngập ý cười. Em cho rằng anh đang làm gì đây? Tôi lập tức ngậm miệng, cắn môi, quay mặt đi chỗ khác, không thèm đối diện với bộ dạng xa lạ của anh. Ngô ngôn à, anh sẽ khiến em thỏa mãn. Khi đôi môi nóng bỏng của anh dừng lại giữa hai đùi tôi không thể nào chịu đựng nổi. Cảm giác cơ thể trống rỗng vô cùng, muốn được anh nhanh chóng lấp đầy. Không cần biết đến thể diện, tôi cởi dây đai trên áo choàng tắm của anh. Tôi chưa bao giờ đợi anh chiếm đoạt như lúc này, dù đau đớn và cuồng dã như lần đầu tiên, dù bị anh gặm nhấm đến tận xương tủy tôi cũng bằng lòng. Tôi nhích người vào lòng anh, nhẹ nhàng chà sát bộ phận nóng bỏng của anh. Hai đỉnh đùi mềm mại trên ngực tôi ép chặt lồng ngực rắn chắc của anh, tiếng tim đập cũng rất gần. Em muốn anh. Cảnh Mạc Vũ quả thật thỏa mãn tôi, anh tách rộng hai đùi của tôi, chỉ một cú nhấn người bộ phận đàn ông sớm cương cứng của anh chỉ vào khao khát của tôi. Cảm giác trống rỗng lấp đầy, cơn khoái cảm long trời lở đất bùng nổ, kịch liệt đến mức khó có thể tưởng tượng. Cảnh Mạc Vũ điên cuồng ra vào trong cơn co rút ở dưới thân của tôi. Không đau đớn, chỉ có sự sung sức đến mức người lâng lâng, đến mức mất tri giác. Tôi cắn môi cố gắng kìm nén câu suýt bật ra. Anh trai, em yêu anh. Cảnh Mạc Vũ dừng động tác lặng lẽ nhìn tôi, ngón tay cái của anh khẽ vuốt bờ môi đã bị tôi cắn đến đỏ mọng. Ngô ngôn à, em muốn gọi cứ gọi đi. Tôi chớp mắt, đôi mắt mơ hồ nhìn thẳng mắt anh. Cảnh Mạc Vũ cười, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên vùng trán ướt đẫm mồ hôi của tôi. Ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương. Không sao đâu, em đã gọi 20 năm, anh nghe quen rồi mà. Tôi lao vào lòng anh thì thầm. Anh trai à, em yêu anh. Mặc dù kết hôn một tháng nhưng tôi không nghĩ ra cách xưng hô khác. Bởi từ anh trai giống con người của anh, khắc sâu trái tim tôi không thể xóa nhòa. Cảnh Mạc Vũ đỡ lưng tôi. Anh biết, chúng ta cần thời gian làm quen với mối quan hệ hiện tại. Đèn điện ở bên kia tắt dần, dòng sông yên tĩnh mờ mờ trong sắc đêm đẹp đẽ. Những cuộc ân ái sau đó vô cùng cuồng nhiệt. Cảnh Mạc Vũ ôm chặt lưng tôi, trong tiếng rên rỉ của tôi anh không chút do dự, hết lần này đến lần khác tiến sâu cơ thể tôi. Sau đấy tôi ngồi trên người anh, cơ thể không ngừng lắc lư. Đôi đồng tử đen thẫm của anh trở nên hỗn loạn, khoái cảm dồn nén bùng phát, như đêm đen được ánh đèn chiếu sáng đẹp đẽ vô cùng. Giữa hai cơ thể không còn chút khoảng cách, một cuộc ân ái khắc cốt ghi tâm. Chúng tôi nhìn sâu mắt nhau, tôi thấy trong mắt anh lóe lên tia cảm xúc tôi không hiểu nổi. Dường như không phải sự thỏa mãn sau khi ân ái, mà là khát vọng ẩn giấu nơi sâu nhất trong nội tâm. Sau đó Cảnh Mạc Vũ vùi mặt trên ngực tôi, vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi của anh. Màn đêm vô cùng tĩnh mịch, chúng tôi nghe rõ hơi thở nhịp đập trái tim. Tôi rất thỏa mãn, nhưng tôi không hiểu tại sao anh cùng tôi triền miên ân ái trong khi anh không yêu tôi. Nhiều năm sau tôi mới hiểu, đó là lòng chinh phục nguyên thủy nhất, xuất phát từ bản năng của người đàn ông. Đó là một loại hormone sản sinh khoái cảm được tiết ra từ tuyến yên dưới đáy não của người đàn ông.
nghe qua có vẻ khó hiểu. Nhưng trên thực tế, trong mắt những người đàn ông và đàn bà phàm trần như chúng tôi, nó có một cái tên phổ thông dễ hiểu, đó là tình yêu. Đáng tiếc là đêm hôm đó tôi chưa thông suốt. Khi Cảnh Mạc Vũ một lần nữa đè tôi xuống dưới thân anh, thưởng thức cơ thể tôi mỉm cười hỏi anh rằng, chẳng phải anh không cách nào chung chăn gối với em gái mình ư? Cảnh Mạc Vũ hơi ngây người, vài giây sau anh nở nụ cười. Có những lúc nói chuyện đường đường chính chính, nhưng một khi trải qua chưa chắc đã cao thượng như vậy. Tôi cười tươi như hoa, bất kể anh thật lòng hay chỉ dỗ ngọt tôi cũng rất vui mừng. Chúng tôi tiếp tục quấn quýt không biết đến mấy giờ. Tôi mệt đến mức toàn thân mềm nhũn, phải mở miệng van xin anh mới buông tha cho tôi. Ông tôi chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi tỉnh lại vào trưa ngày hôm sau. Lúc tôi mở mắt, Cảnh Mạc Vũ thức dậy. Anh ngồi tựa đầu vào giường nhìn điện thoại di động, tựa như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Ánh mặt trời chiếu sáng căn phòng, tôi túm chăn che đậy nét xuân quang trước ngực. Em tỉnh rồi ư? Cảnh Mạc Vũ bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn tôi. Ừ. Vậy có đói không? Em bảo nhà hàng mang bữa trưa lên phòng cho em. Bữa trưa? Tôi đảo mắt nhìn ngoài cửa sổ, vội vàng ngồi dậy. Thôi chết rồi, em đi làm thôi, muộn mất rồi. Tuy chỉ là sinh viên thực tập nhưng không thể đi làm muộn. Tôi vớ chiếc áo choàng tắm của Cảnh Mạc Vũ khoác vào người. Đang chuẩn bị xuống giường, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên ôm tôi từ phía sau. Em khỏi cần đi làm, anh đoán nhất định sếp của em cho rằng em đã làm việc thâu đêm. Làm việc thâu đêm? Anh ta rất tỉnh táo. Vừa rồi em có điện thoại là một số cố định lạ, anh giúp em nghe máy. Tôi với di động bên gối, quả nhiên có cuộc gọi đến. Số này tôi chưa thấy bao giờ, nhưng bốn chữ số đầu hình như là số máy cố định của công ty Bác Tín. Người gọi đến là giám đốc Trần. Tôi trợn mắt đợi anh giải thích. Cảnh Mạc Vũ nói vậy. Anh nói là em không được khỏe, không tiện nghe điện thoại. Anh hỏi anh ta có việc gì gấp không. Anh ta nói không có. Anh ta nhờ anh chuyển lời đến em. Nếu không khỏe cứ ở nhà nghỉ ngơi. Có đãi ngộ tốt như vậy ư? Công ty Bác Tín từ trước đến nay không cho phép nhân viên xin nghỉ không lý do. Tôi vội vàng rời khỏi vòng tay ôm của Cảnh Mạc Vũ. Anh không nói anh là ai đấy chứ? Anh cần phải nói ư? Em cho rằng anh ta không nhận ra. Cũng có nghĩa tôi bị bắt ngay tại trận. Thời buổi này muốn che giấu gian tình sao khó thế không biết. Tôi nằm xuống giường chùm chăn. Em mặc kệ đấy, anh ta muốn nghĩ thế nào thì tùy. Em chưa ngủ đủ, bây giờ em muốn ngủ thêm một lúc. Anh kéo tôi từ trong chăn, ôm tôi vào lòng. Thế thì anh ngủ cùng em. Nhưng chẳng nhẽ anh không đi làm à? Anh giải quyết xong mọi việc rồi, hai ngày tới anh không có kế hoạch nào khác. Vậy anh có thời gian ở bên em? Cảnh Mạc Vũ gật đầu. Em ngủ một lát đi, khi nào tỉnh lại anh đưa em tới Tây Hồ uống trà, được không? Tôi gật đầu lia lịa. Mặc dù đầu óc nặng trịch nhưng nghĩ đến cảnh đẹp Hàng Châu, nghĩ đến cảnh quang Tây Hồ, nghĩ đến cảnh chúng tôi dắt tay nhau đi qua cây cầu chín khúc, lòng tôi rộn ràng. Tôi xoay người liên tục trong lòng Cảnh Mạc Vũ, vẫn không ngủ được. Tôi chuẩn bị đổi tư thế lần thứ N, cuối cùng anh bộc phát thú tính, lật người đè tôi xuống. Em không ngủ được ư? Tôi cong khóe mắt gật đầu. Đúng vậy, hay bây giờ chúng ta đi uống trà? Không cần vội như thế. Anh đưa tay lên trước ngực tôi, còn nói anh không vội ư? Lại một cuộc kích tình kéo dài một lúc lâu giữa buổi trưa nắng gắt. Người tôi mềm nhũn trong lòng anh, tay ấn ngực thở hổn hển. Cảnh Mạc Vũ hít hơi sâu trên vai tôi. Anh rất thích mùi hương của em. Vậy ư? Có cảm giác gì? Trước đây mỗi lần ngửi anh cảm thấy ấm áp, bây giờ mùi hương của em càng ngày càng mê hoặc. Tôi vội đẩy người anh. Thế thì anh đừng ngửi nữa, sắp chết đó trên giường rồi đấy. Lúc này điện thoại Cảnh Mạc Vũ đổ chuông. Nhân lúc anh giơ tay lấy điện thoại, tôi vội vàng chạy vào phòng tắm. Nước nóng xối vào dấu vết sau cuộc hoan ái khiến tôi cảm thấy hơi đau. Tôi vặn nhỏ vòi hoa sen. Trong lúc tẩn ngẩn không biết có nên dùng sữa tắm hay không, tôi lờ mờ nghe thấy giọng nói giận dữ của Cảnh Mạc Vũ. Gì cơ? Mấy người đàn ông các anh cũng không trông nổi một cô gái. Hai từ cô gái lập tức chọc vào sợi dây thần kinh mẫn cảm của tôi. Tôi lặng lẽ tắt vòi nước, đẩy hé cửa nhìn ra ngoài. Cảnh Mạc Vũ đứng trước phòng ngủ, phẫn nộ đến mức trán nổi gân xanh. Tôi không muốn nghe anh giải thích. Cảnh Mạc Vũ hạ thấp giọng, bàn tay siết chặt di động đến trắng bệch. Lập tức đi tìm cho tôi. Tôi cho các anh thời hạn một ngày. Dù lật cả thành phố, các anh cũng phải tìm được người giao cho tôi. Đang định cúp điện thoại, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô ấy có mang theo thuốc bên người không? Được rồi, chiều nay tôi sẽ quay về.
Kết thúc cuộc điện thoại, Cảnh Mặc Vũ bấm số khác. Lập tức đặt cho tôi vé máy bay về thành phố A, khoang gì cũng được. Nói xong anh tắt điện thoại rồi bấm dãy số. Hình như đối phương không nghe máy. Anh nôn nóng cúp điện thoại, bấm phím gọi lại rồi tắt máy. Tôi chưa từng thấy Cảnh Mặc Vũ nôn nóng sốt ruột như vậy. Điều này hoàn toàn phản ánh qua ngôn ngữ cơ thể của anh. Không cần suy đoán, tôi có thể chắc chắn người phụ nữ anh đang gọi hết lần này đến lần khác là ai. Tôi mặc áo choàng tắm đi vào phòng ngủ. Biết rõ không nên hỏi, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế sự quan tâm xuất phát từ đáy lòng. Xảy ra chuyện gì vậy anh? Cảnh Mặc Vũ quay người đối diện với tôi. Anh lấy lại vẻ bình tĩnh mỉm cười. Xảy ra chút việc, không có sao đâu. Anh nhanh chóng xử lý thôi. Ngô Ngôn à, anh có việc cần giải quyết, ngày mai anh quay lại đây với em. Nghe ngữ khí của anh, có vẻ anh tin rằng ngày mai nhất định anh quay về. Còn tôi thì không tin lắm. Không cần gấp như thế đâu, anh cứ giải quyết xong công việc rồi về đây cũng được, em đợi anh. Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không còn tâm trạng suy đoán nữa. Cảnh Mặc Vũ rời phòng cùng với tiếng cánh cửa đóng sập. Trái tim tôi như ngừng đập, nhịp thở ngưng trệ. Tôi ôm ngực cố gắng hít thở, cảm giác đau đớn càng lúc càng dữ dội. Cảnh Mặc Vũ rời phòng cùng tiếng cánh cửa đóng sập. Trái tim tôi như là ngừng đập, nhịp thở ngưng trệ. Tôi ôm ngực cố gắng hít thở, cảm giác đau đớn càng lúc càng dữ dội. Tôi tưởng do tôi quá đói bụng, nhưng khi bữa trưa đem lên, tôi ăn vài miếng cũng không hết cảm giác khó chịu, ngược lại cảm thấy mệt mỏi. Cảnh Mặc Vũ gọi điện, đầu ngón tay tôi không mấy linh hoạt, vài lần mới có thể cầm chắc chiếc di động. Anh nói, không có chuyện gì, anh chỉ muốn báo cho em biết, anh sắp lên máy bay. Dạ vâng ạ. Thế em ăn cơm chưa? Họ vừa mang cơm lên phòng, em đang ăn. Tôi cố giữ giọng bình thản. Đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc nói tiếp. Nếu ngày mai không quay về, em đừng đợi anh, để công ty thực tập cho tốt nhé. Ngữ khí của anh bỗng có cảm giác vô cùng bất an. Thậm chí tôi có ảo giác đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Bất chấp sức khỏe không tốt, tôi gọi taxi phóng ra sân bay. Nhưng khi tôi chạy vào đại sảnh, chuyến bay tới thành phố A cất cánh được nửa tiếng, tôi lập tức mua vé chuyến bay kế tiếp. Không phải tôi muốn giữ anh ở lại, tôi chỉ muốn cho anh biết, dù anh quyết định đến với Hứa Tiểu Nặc, anh cũng không cần bỏ đi. Tôi có thể ly hôn, tôi có thể tác thành cho hai người. Không thể làm vợ chồng, tôi vẫn muốn làm em gái của anh. Cho dù ly hôn, chúng tôi vẫn có thể làm người nhà. Anh không thể bỏ đi, không thể bỏ mặc tôi và ba. Tôi đợi ở sân bay 4 tiếng đồng hồ. Khi tôi lên máy bay trời chạng vạng, đường chân trời đỏ rực như màu máu. Tôi khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn vừa khít là sự trùng hợp hay anh quá hiểu tôi. Máy bay đáp xuống thành phố A, mây đen giăng kín bầu trời, mưa xối xả. Thỉnh thoảng có hạt mưa bắn vào tay và mặt tôi buốt giá. Có lẽ do thời tiết xấu, người đón taxi xếp thành hai hàng dài dày đặc. Trong lúc xếp hàng, tôi gọi vô số cuộc điện thoại cho Cảnh Mặc Vũ, nhưng anh không nghe máy. Tôi không muốn ba lo lắng, nhưng cũng không biết Cảnh gia có người nào đáng tin cậy. Sau khi tìm hết danh bạ, tôi tìm thấy người duy nhất có thể tin tưởng, đó là Tề Lâm. Chưa đến hai hồi chuông, điện thoại được kết nối. Tề Lâm chưa mở miệng, tôi hỏi rằng, anh có biết hiện giờ Cảnh Mặc Vũ đang ở đâu không? Em tìm anh ta có việc gì ư? Em có chuyện muốn nói với anh ấy, nhưng gọi anh ấy mãi không được. Tề Lâm à, anh nhất định biết anh ấy ở đâu, nói cho em biết đi. Chồng em suýt nữa lật tung cả thành phố A tìm một người đàn bà, khiến thiên hạ loạn hết cả lên. Anh không muốn biết cũng khó. Thế anh ấy đang ở đâu? Ở bệnh viện. Anh nói gì cơ? Trước mắt tôi tối sầm, điện thoại suýt tuột khỏi tay. Hai bàn tay run rẩy nắm chắc điện thoại. Tôi lặng chờ nghe Tề Lâm nói tiếp. Nhưng em đừng lo, chồng của em không sao. Hứa Tiểu Nặc cắt cổ tay tự sát, đang ở trong phòng cấp cứu. Ở bệnh viện nào? Hình như bệnh viện Chữ Thập Đỏ. Ngôn Ngôn, em đang ở đâu đấy? Em về thành phố A rồi ư? Tôi không có tâm trạng để trả lời câu hỏi của Tề Lâm. Tôi cúp điện thoại ngay lập tức. Lúc tôi đến bệnh viện Chữ Thập Đỏ, Hứa Tiểu Nặc thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, được đưa đến phòng hồi sức. Nghe tin này tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi tôi không muốn chứng kiến bộ dạng tan nát cõi lòng và hối hận của Cảnh Mặc Vũ. Đối với tôi điều này quan trọng hơn tất cả. Tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh như cách cả một thế giới. Thế giới bên trong phòng bệnh vô cùng tĩnh mịch nhưng tràn ngập tình ý. Hứa Tiểu Nặc nằm trên giường bệnh, bộ váy trắng của cô nhuốm máu, dải băng màu trắng buộc chặt cổ tay cô. Còn Cảnh Mặc Vũ ngồi trên ghế bên cạnh giường, áo sơ mi màu ngà của anh bị nhuộm đỏ vùng ngực. Có lẽ áo anh dính máu lúc anh ôm cô ta. Hứa Tiểu Nặc nói, tại sao anh lại cứu em?
anh đã quyết định không gặp em, không ra sân bay tiễn em, không nghe điện thoại của em. Tại sao anh cứu em? Cảnh Mặc Vũ cúi đầu, một tay buông thõng trên người. Chỉ vì một người đàn ông như tôi, em cho rằng có đáng không? Từ vị trí của tôi không nhìn rõ bàn tay buông thõng của Cảnh Mặc Vũ. Tôi vội tiến lên một bước, nhìn thấy vết thương dài trên tay anh. Vết thương chưa được băng bó, máu vẫn chảy khiến nền nhà màu vàng nhạt cũng vấy đỏ. Tôi lảo đảo lùi phía sau, không dám nhìn thêm lần nữa, càng không dám nghĩ đến chuyện phải gấp gáp hoảng hốt mức nào anh mới bị thương như vậy. Có lẽ anh đã cướp con dao từ tay Hứa Tiểu Nặc. Phòng bệnh yên lặng một lúc, giọng nói bi thương và tuyệt vọng của Hứa Tiểu Nặc vọng ra ngoài. Em không muốn làm anh khó xử. Em biết người của Cảnh gia không thể chấp nhận em, không muốn nhìn thấy em. Anh vì bất đắc dĩ mới đưa em đi Mỹ. Cảnh Mặc Vũ không trả lời, coi như mặc nhận. Em vốn chẳng được sống bao lâu, anh việc gì phải hao tâm tổn trí vì em. Cuối cùng Cảnh Mặc Vũ mở miệng cắt ngang lời ai oán của Hứa Tiểu Nặc. Điều kiện chữa trị và môi trường dưỡng bệnh ở Mỹ tốt hơn bên này nhiều, thích hợp để em chữa bệnh. Nhưng em không muốn đi. Hứa Tiểu Nặc nghẹn ngào khẩn cầu. Anh để em một mình đi Mỹ, nơi đó không người thân, không bạn bè. Nếu chết nơi đất khách quê người, em thà chết ngay bây giờ, ít nhất có thể chết bên cạnh anh. Tôi không thể nghe tiếp lời khẩn cầu hèn mọn này, liền quay người chậm rãi đi ra ngoài. Tôi nhớ Hứa Tiểu Nặc từng nói, cô là người sắp chết, cô không ham muốn nhiều, chỉ cần được ở cùng một thành phố với người cô yêu thương, có thể nhìn ngắm anh từ xa, cô đã đủ mãn nguyện. Vậy mà đến yêu cầu hèn mọn nhất của cô, tôi không thể đáp ứng. Cô nói người của Cảnh gia không thể chấp nhận cô. Trên thực tế tôi không chấp nhận cô. Tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đã ép cô vào tình cảnh không có sự lựa chọn nào khác, ép cô vào đường cùng. Có người nói tình yêu là sự ích kỷ. Hôm nay coi như tôi đã lĩnh hội một cách sâu sắc. Một mình rời khỏi bệnh viện, tôi ép bản thân không được quay đầu. Dù yêu anh đến mức nào, tôi tuyệt đối không thể làm nữ phụ trong câu chuyện tình yêu của người khác. Mây đen như đè nặng trên đầu tôi, hạt mưa quất vào da thịt tôi, nhưng tôi không cảm thấy giá lạnh. Chỉ là mỗi bước đi, lồng ngực tôi đau nhói, đến hít thở cũng đau buốt vô cùng. Tôi ôm ngực, nụ cười tự giễu. Cảnh An Ngôn à, mày trở nên yếu đuối như vậy từ lúc nào chứ? Đến một chút thương tâm cũng không chịu nổi, một chút đau khổ cũng không thể vượt qua ư? Mày có thể mà, mày không phải Hứa Tiểu Nặc. Không có anh ấy, mày vẫn có thể kiên cường sống tiếp. Thuận theo hàng đèn đường dài dằng dặc, tôi giảm bước mỗi lúc một nhanh. Tôi cho rằng việc đi nhanh giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khốn cùng. Nhưng khi nhìn thấy công viên Lục Hồ quen thuộc phía trước, tôi bất giác giảm tốc độ. Chiếc xích đu hồi nhỏ tôi thích nhất nằm cô độc trong mưa gió. Tôi đi vào công viên, ngồi xuống xích đu nhắm mắt. Xích đu đung đưa bất chấp cơn mưa xối xả. Tôi phảng phất nghe thấy tiếng cười vô tư lúc nhỏ. Anh ơi, đẩy em lên cao một chút, cao nữa đi anh. Cảnh Mặc Vũ tung tôi lên không trung, càng tung càng cao, thân thể rơi tự do. Quả tim tôi bị kích thích đập rất mạnh, tôi hưng phấn hét lên. Vậy mà bây giờ xích đu mới đung đưa hai phát, lồng ngực tôi đau nhói, tôi không thở nổi, chân tay mất cảm giác. Trước mắt của tôi tối sầm, tôi ngã từ xích đu xuống đất. Túi xách trên vai tôi rơi xuống, đổ trong túi băng tung tóe. Tôi đứng dậy định đi nhặt, nhưng mới bước hai bước tôi ngã khuỵu xuống đất. Trong đêm tối mưa gió, công viên không bóng người. Tôi không còn sức lực đứng dậy, nhịp tim càng ngày càng bất thường. Cảm giác dường như tôi đã từng trải qua. Tôi nhớ ra rồi, một lần tôi bị bắt cóc khi tôi còn nhỏ. Bọn bắt cóc nhốt tôi vào một cái lồng sắt, đàn chó hoang sủa ở Mỹ bên ngoài. Thỉnh thoảng chúng thò móng vuốt sắc nhọn vào trong lồng, sửa qua làn da tôi. Tôi sợ hãi cuộn chặt người. Khi đó, tôi cũng có cảm giác như lúc này, sinh khí từ từ rút khỏi thân thể tôi. Tôi nhìn chằm chằm về phía cửa sổ ra vào, đợi Cảnh Mạc Vũ đến cứu tôi. Tôi tin chắc anh sẽ đến, anh không để tôi chết trong cái lồng lạnh lẽo đó. Anh sẽ không để đàn chó hoang xé xác tôi. Tôi đợi suốt một ngày, cuối cùng Cảnh Mạc Vũ xuất hiện. Khi anh ôm tôi vào lòng, tôi không còn thấy sợ hãi, cảm giác đau buốt ở lồng ngực biến mất. Nhưng lần này anh sẽ không đến cứu tôi. Anh đang ở bên giường bệnh của Hứa Tiểu Nặc, anh nắm chặt tay cô, chặt đến mức không muốn buông. Con người có lẽ chỉ đến khi mất đi mới biết là quan trọng. Ý thức dần dần mơ hồ, trước mắt tôi tối đen. Tôi nghĩ đến ba tôi. Tôi không thể chết, tôi dùng chút sức lực cuối cùng mò điện thoại của tôi. Máy di động chắc chắn nằm đâu đó quanh đây, nhưng tôi cố hết sức không tìm ra điện thoại. Tôi hiểu Hứa Tiểu Nặc tại sao thà tự sát cũng chỉ cầu mong được nhìn thấy anh.
ở bên anh vào giây phút cuối cùng. Bởi vì nỗi đau nhất khi đối mặt với cái chết không phải thân thể đau đớn, mà là niềm lưu luyến người nào đó, tình yêu của ai đó. Tôi thực sự muốn gặp anh một lần, muốn nói với anh nhiều điều. Tôi muốn nói với anh, nếu anh yêu cô ấy, hãy quý trọng cô ấy. Đừng đợi đến ngày mất cô ấy, anh mới muốn nắm tay cô ấy. Tôi muốn nói rằng hãy ở bên cạnh ba. Ba đã già, ba thực sự già. Ba không thể chịu đựng sự mất mát thêm một lần nào nữa. Tôi muốn nói với anh rằng anh đừng áy náy. Anh đã làm rất nhiều việc cho em, anh nhiều hơn em mong muốn. Đột nhiên điện thoại của tôi reo vang, bài hát tôi thích nhất. Xin hãy nói cho em biết, em yêu anh là một sai lầm. Đừng để em cô độc trong đêm dài. Vì anh em đã hy sinh nhiều, nhưng lại khiến em đau đến mức không thể nói ra. Bởi vì em yêu anh, rồi con bươm bướm bay vào ngọn lửa. Nhờ tiếng nhạc, tôi cuối cùng mò thấy di động. Ngón tay run rẩy, tôi sửa trên màn hình không biết bao nhiêu lần. Tôi mới nghe được giọng nói của Cảnh Mạc Vũ. Trong đêm mưa gió tuyệt vọng, thanh âm anh đặc biệt ấm áp. Ngôn Ngôn à, Ngôn Ngôn, em đang ở đâu? Em đang ở Xích Đu. Âm thanh yếu ớt của tôi chìm khuất trong tiếng gió mưa thét gào. Ở đâu cơ, anh không nghe rõ. Giọng nói rốt ruột của anh đột nhiên biến mất. Màn hình điện thoại đen sì. Tôi giờ thế nào cũng không có phản ứng. Tia hy vọng cuối cùng đã tắt. Tôi nhắm nghiền hai mắt, thân thể và linh hồn chìm vào trong hố đen vô tận. Nếu còn có cơ hội, tôi chỉ muốn nói với anh câu cuối cùng. Anh à, em yêu anh. Tôi mở mắt, toàn thân ấm áp dễ chịu. Trời đã sáng hẳn, xung quanh toàn màu trắng và mùi thuốc khử trùng. Tôi đang nằm truyền nước trên chiếc giường đơn màu trắng. Trên người tôi còn cố định 7-8 sợi dây nối với một máy điện tim. Một người đàn ông trung niên xa lạ ngồi bên cạnh giường tôi. Da ông ấy ngăm đen, mái tóc lộn xộn. Người ông ta tỏa mùi thuốc, diện mạo có vẻ hiền lành. Thấy tôi tỉnh lại, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô đã tỉnh lại. Tôi nở nụ cười yếu ớt với ông ta. Là chú cứu cháu có phải không ạ? Ông ta gật đầu. Sau đấy ông kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Hóa ra ông chú này làm việc ở nhà hàng đưa cơm, ngữ khí có vẻ là người phương Bắc. Tôi mang cơm đến công viên cho bảo vệ. Trên đường về nhìn thấy cô bị ngất ở bãi cỏ. Tôi định gọi điện thoại thông báo với người nhà cô. Ai ngờ máy di động của cô bị hỏng, không thể mở máy. Nói câu thật lòng, tôi không muốn lo chuyện bao đồng, sợ dính phiền phức. Nhưng tôi thấy cô ngất lịm ở đấy, trời mưa to. Tôi không cứu cô, có lẽ chẳng ai đến cứu. Ngẫm đi ngẫm lại, tôi quyết định thử vận may nên đưa cô đi viện. Tôi nở nụ cười gượng gạo. Thời buổi này không trách tình người đen bạc, chỉ trách lòng người khó lường. Không ai biết một trái tim nhiệt tình đổi lại lòng cảm kích hay sự tổn thương. Trong khi đó, nhiều tờ báo đổ thêm dầu vào lửa, ra sức đưa tin về những câu chuyện người làm việc tốt bị chuốc họa vào thân. Thành ra ai nấy đều học cách bảo vệ trái tim nhiệt huyết của mình. Ông chú nói tiếp. Đến bệnh viện, bác sĩ nói cô bị bệnh gì đó, tóm lại nghiêm trọng, cần cấp cứu ngay. May trong ví của cô có tiền, có thể nhập viện. Bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu, nếu không chắc chắn cô gặp nguy hiểm đấy. Lần này tôi không cười nổi, nhưng trong lòng bừng thầm. Vì may mà tôi vẫn không phải làm phẫu thuật, nên không cần người nhà ký tên. Thế tôi tỉnh lại, ông chú tốt bụng yên tâm thu dọn đồ ra về. Tôi định đưa tất cả số tiền còn lại trong ví cho ông chú, nhưng ông không chịu nhận, từ chối đầy đẩy rồi chạy khỏi phòng bệnh. Ông ta vội đến mức thậm chí không để lại số điện thoại cho tôi. Sau khi chuyển hết chai nước, tôi đang chuẩn bị giật đám dây dợi cắm trên người để về nhà. Cô y tá chạy đến ấn tôi về giường bệnh. Cô không thể xuống giường, nằm ở đây nghỉ ngơi vài ngày đi. Nhưng tôi không sao cả. Ngực tôi không thấy đau nữa, tôi cảm thấy bản thân không có gì bất thường. Không sao ư, cô xem nhịp tim của cô đi. Tôi ngước mắt nhìn đường cong trên điện tâm đồ, nhưng không nhìn ra nhịp tim của tôi có vấn đề gì khác lạ. Mãi đến khi bác sĩ tới phòng kiểm tra, tôi mới biết tôi bị di truyền căn bệnh tim từ mẹ tôi. Khi hai từ bệnh tim vang lên bên tai tôi giật mình kinh hãi, bởi vì hai từ này trong ký ức thời niên thiếu của tôi đại diện cho cái chết bi thảm nhất. Bác sĩ quan sát điện tâm đồ vội vàng an ủi tôi. Cô đừng căng thẳng, bệnh tim của cô không nghiêm trọng, lúc bình thường chẳng khác gì người khỏe mạnh. Chỉ vì lần này cô mệt mỏi quá độ, cộng thêm bị kích thích, tinh thần lên xuống thất thường, cho nên bị tắc mạch máu cơ tim. Chỉ cần cô tích cực điều trị, giữ thái độ lạc quan, chú ý vấn đề ăn uống nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh vận động kịch liệt, tránh tình trạng xúc động thì không có gì đáng ngại đâu. Tôi lập tức nghĩ tới vấn đề quan trọng. Bác sĩ à, tôi có thể sinh con không? Bác sĩ ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc. Với tình trạng của cô không thể loại trừ khả năng gặp nguy hiểm trong lúc sinh nở. Nhưng nếu cô điều dưỡng tốt, đến khi chức năng tim hồi phục bình thường, cô có thể mang thai sinh con.
Ngay đến đây tôi mới thấy yên lòng. Tuy bác sĩ dặn dò tôi nằm viện vài ngày, tôi vẫn không thích cảm giác cô độc trên giường bệnh. Điện thoại di động của tôi bị hỏng, không thể liên lạc được nữa. Nhân lúc bác sĩ không để ý, tôi lén lút rời khỏi bệnh viện, đón taxi về nhà nghỉ ngơi. Khi taxi đi qua công viên Lục Hồ ở gần đó, tôi chợt nhìn thấy chiếc xe con quen thuộc đậu bên lề đường. Dừng xe lại đi. Taxi vừa dừng, tôi nhét một tờ tiền vào tay người tài xế, rồi lao xuống xe như tên bắn. Lúc này trong bầu trời xanh vời vợi, tôi đứng yên một chỗ, nhìn cảnh Mạc Vũ tiến phía tôi. Tất cả những chuyện xảy ra phảng phất như là một cơn ác mộng. Ngôn ngôn, anh đứng trước mặt tôi, nắm chặt cánh tay tôi bằng một lực, bao hàm cả sự tức giận lẫn vui mừng. Sau đó anh kéo tôi vào lòng. Sao anh lại ở đây? Anh đang đợi em. Nhưng anh không biết, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không bao giờ nhìn được tôi nữa. Dưới bóng cây ngô đồng rậm rạp, áo khoác ngoài bị ướt của anh rất lạnh lẽo, khiến tôi không cảm thấy sự ấm áp mà tôi mong muốn. Lòng bàn tay đang ôm tôi có vệt máu đọng. Bởi vì dùng quá sức, lòng bàn tay nóng nóng nhớp nháp, khiến tôi bất giác nhớ tới cảnh tình yêu máu me đầm đìa giữa anh và Hứa Tiểu Nặc. Tôi rời khỏi vòng tay cảnh Mạc Vũ, cười cười với anh. Đợi em ư, em tưởng anh sẽ lần nữa sới tung thành phố A lên đấy chứ. Cảnh Mạc Vũ á khẩu. Thật ra tôi muốn học theo Hứa Tiểu Nặc, nhìn anh bằng ánh mắt bi thương ai oán rồi khóc nức nở. Có lẽ cảnh Mạc Vũ sẽ áy náy, sẽ thề thốt với tôi, anh sẽ cắt đứt mối quan hệ với Hứa Tiểu Nặc. Nhưng đáng tiếc tôi không học ngành điện ảnh, không biết diễn cảnh tình cảm sướt mướt. Tôi chỉ biết nở nụ cười vô tư với cảnh Mạc Vũ. Anh không cần đợi em đâu, em rất khỏe mạnh, vạn sự như ý. Có thời gian rảnh anh hãy đi an ủi người tình cũ của anh đi. Tôi lại hơi ức ngực, phải hít vài hơi tôi có thể nói tiếp. Tối qua em chơi mệt quá, bây giờ muốn về nhà nghỉ ngơi. Anh mau quay về bệnh viện đi. Ngôn ngôn à, anh... Tôi cười xua tay. Anh không cần giải thích đâu, em hiểu mà. Mọi lời biện giải lúc này đều vô nghĩa, nhưng người đàn ông cứ cho rằng những lời vô nghĩa có tác dụng nên ra sức giải thích. Anh và Tiểu Nặc không có gì. Vậy ư, anh cho rằng quan hệ như thế nào mới gọi là có gì? Quan hệ vợ chồng bị pháp luật trói buộc một cách miễn cưỡng như mối quan hệ của chúng ta đấy à? Trói buộc miễn cưỡng? Chẳng nhẽ em nói không đúng. Hai người đóng phim tình cảm bi kịch, yêu nhau không thể ở bên nhau. Em cũng không có ý kiến. Nhưng đừng lôi em vào cuộc, em đã mệt mỏi lắm rồi, không còn sức lực diễn trò với hai người nữa. Em à. Cảnh Mạc Vũ bóp chặt tay tôi, khiến tôi đau nhức toàn thân tê buốt. Lúc này là giờ đi làm, người qua lại mỗi lúc một đông. Việc chúng tôi tranh cãi giữa đường thu hút sự chú ý của không ít người. Thậm chí có người thì thầm to nhỏ, anh ta chẳng phải là Cảnh Mạc Vũ ư? Mới sáng sớm đã lôi kéo đàn bà thế kia, chắc không phải anh ta đâu. Được người qua đường nhắc nhở, Cảnh Mạc Vũ ý thức anh đã thất lễ. Anh nhanh chóng khôi phục bộ dạng phong độ quen thuộc. Chúng ta lên xe nói chuyện đi. Cảnh Mạc Vũ kéo tôi ngồi lên xe, mở đĩa CD, tiếng đàn piano du dương vang lên. Đó là bản nhạc Dương Cầm tôi thích nhất. Gió thổi những ký ức thành những cánh hoa, tiếng nhạc êm ái như cánh hoa ngập tràn không gian, mang theo bao ký ức đẹp đẽ. Tôi lặng lẽ quan sát cảnh Mạc Vũ ở bên cạnh. Anh nhíu mày, hai tay nắm chặt cần điều khiển, máu đỏ từ ngón tay anh chảy xuống. Tim tôi đột nhiên mềm hẳn. Tôi im lặng kéo tay anh, dùng giấy ăn nhẹ nhàng lau vết thương của anh. Vết thương sâu và dài hơn tôi tưởng. Mặc dù cố gắng nhẫn nhịn, nhưng tôi vẫn không kiềm chế nổi, cất giọng oán trách. Vì cô ấy, anh để bản thân bị thương đến mức này. Em biết anh thương cô ấy, nhưng liệu anh có hiểu, có người càng xót anh hơn không? Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi, đôi lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra. Ngô Ngôn à, em hãy tin anh. Quan hệ giữa anh và cô ấy không phải như em nghĩ. Em biết không, không phải ngày một ngày hai, chắc chắn em cũng hiểu tính anh. Anh là loại đàn ông muốn yêu mà không dám yêu ư? Nếu anh thực lòng yêu một người phụ nữ, anh không bao giờ để cô ấy đi, càng không có chuyện cưới người đàn bà khác, bất kể vì lý do gì. Tôi thừa nhận Cảnh Mạc Vũ đúng là người đàn ông không dễ dàng thỏa hiệp. Anh không yêu Hứa Tiểu Nặc, tại sao anh cứ dây dưa với cô ấy mãi như vậy, còn nuôi cô ấy suốt 3 năm nữa? Nếu chỉ là mua vui thì trò vui của anh có phải quá dài không vậy? Ai nói với em anh nuôi Hứa Tiểu Nặc 3 năm? Chẳng nhẽ tề lâm? Ai nói, đâu có quan trọng. Ngữ khí của Cảnh Mạc Vũ mềm hẳn. Em thà tin lời đồn đại vô căn cứ từ người khác, không muốn tin anh ư? Em chỉ tin vào mắt mình thôi. Chính mắt em nhìn thấy anh ôm Hứa Tiểu Nặc ở đám cưới của chúng ta. Anh sợ ba gây tổn thương cho cô ấy nên mới đưa cô ấy đi Mỹ. Nghe nói cô ấy mất tích, anh suýt nữa bới tung cả thành phố A.
Em nhìn thấy anh vì cô ấy bị thương đến mức này, còn quên không băng bó nữa. Cảnh Mặc Vũ ôm vai tôi. Vậy em có nhìn thấy cô dâu trong đám cưới của anh là em? Không tìm thấy em, anh chỉ cần đứng nguyên một chỗ đợi em. Nếu em muốn gặp anh, tự nhiên quay về. Vì cô ấy, anh dùng tay cướp con dao. Nhưng vì em, anh có thể dùng ngực đỡ đạn. Vậy ư? Anh không yêu cô ấy thực ư? Tôi đúng là người không có chí khí. Tôi thầm miệt thị bản thân vô số lần. Anh chưa từng yêu cô ấy, Ngô Ngôn à. Có một số chuyện anh không hy vọng em biết tường tận. Tóm lại hãy tin anh, quan hệ giữa anh và Hứa Tiểu Nặc không như em nghĩ. 3 năm nay anh bù đắp rất nhiều vật chất cho cô ấy. Bởi vì anh nợ cô ấy, anh hứa đối xử với cô ấy tốt cho đến ngày cô ấy qua đời. Cảnh Mặc Vũ nói anh đối xử với Hứa Tiểu Nặc là vì anh nợ cô ấy. Nhưng hôm qua vẻ mặt của anh khi nghe tin Hứa Tiểu Nặc mất tích, vẻ lo lắng và hoảng sợ đó chắc chắn không đơn giản. Cảnh Mặc Vũ có ý nói dối tôi, hay anh chưa nhìn thấu trái tim mình? Tôi không thể hiểu nổi, cũng không thể cách nào phản bác. Thầy Tuấn lặng thinh, Cảnh Mặc Vũ vỗ vai tôi. Được rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa. Anh đưa em đi về nhà nghỉ ngơi. Đợi sau khi nghỉ ngơi tử tế, em hãy quyết định có nên tha thứ cho anh không. Tôi lặng lẽ gật đầu. Tôi quả thật rất mệt, dường như tôi lại rơi vào một cục diện khó khăn, không sức lực thoát khỏi. Bởi vì áo khoác của tôi sẫm màu, nên lúc tôi thắt dây an toàn, Cảnh Mặc Vũ chú ý đến đất bùn dính trên áo tôi. Áo của em sao bẩn thế này? Tôi không muốn cho anh biết bệnh trạng của tôi. Tối qua em không cẩn thận bị ngã. Vậy có bị thương ở đâu không? Để anh xem nào. Không, em chỉ bị ngã nhẹ thôi, không bị thương ở chỗ nào cả. Một tháng không về nhà, tôi chờ đợi mang đến niềm vui bất ngờ cho ba tôi. Kết quả chưa vào cửa, người bảo vệ gác cổng cúi người nói nhỏ với Cảnh Mạc Vũ khi anh hạ cửa xe. Thiếu gia, ông chủ nổi nóng suốt buổi tối qua, còn nói với chúng tôi không cho thiếu gia đặt chân vào cửa Cảnh gia. Hay là đợi ông chủ bớt giận, thiếu gia quay về được không ạ? Thấy Cảnh Mạc Vũ không lên tiếng, anh ta vội nói. Tôi cũng chỉ là nhiều chuyện hỏi vậy. Nếu thiếu gia muốn vào, tôi lập tức đi ra mở cổng. Anh hãy báo với ông chủ, tiểu thư đã về. Lúc này anh chàng bảo vệ để ý đến tôi đang ngồi ở ghế lái phụ. Dạ vâng, tôi đi ngay. Chưa đầy 3 phút sau, cánh cổng từ từ mở ra. Ba tôi tươi cười rạng rỡ ra tận bên ngoài đón tôi. Dưới ánh mặt trời, mấy sợi tóc bạc trên đầu ông càng nổi rõ. Dù dáng người không thẳng như ngày nào, nhưng vẫn vẻ uy nghiêm, vẫn còn nguyên vẹn. Ba. Tôi chạy tới lao vào lòng ba tôi. Con nhớ ba lắm. Câu này tôi nói không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên xuất phát từ nội tâm. Ba tôi cười ngoác miệng kéo tôi vào nhà, còn lên tiếng dặn dò Vũ Ngọc chuẩn bị đồ ăn ngon cho tôi. Nhớ tới lời dặn của bác sĩ, tôi vội nói, gần đây con đang giảm cân nên muốn ăn đồ nhạt thôi ạ. Ờ được được, sao con đột nhiên nghĩ đến chuyện giảm cân mà có béo đâu. Bà tôi kéo tay áo của tôi kiểm nghiệm, chợt ông ngây người khi nhìn thấy dấu hôn mờ trên tay tôi. Tôi nhanh chóng kéo tay áo giấu ra sau lưng. Con cảm thấy hơi mệt, con lên phòng ngủ một lát đây ạ. Mới đặt chân lên cầu thang, tôi nghe thấy giọng nói của Cảnh Mạc Vũ. Anh lên cùng em. Tôi suýt chút nữa rơi từ cầu thang xuống đất. Tôi vội vàng đi lên tầng, trong tiềm thức muốn nhốt Cảnh Mạc Vũ ngoài phòng. Nhưng vừa đẩy cửa, một mùi hương chỉ thuộc về anh xộc tới. Tôi bất chợt tỉnh ngộ, căn phòng ngủ bây giờ không còn là phòng của riêng tôi. Đây cũng là phòng của anh. Một cảm xúc không nói thành lời nổi lên trong lòng tôi. Dường như chúng tôi đã dần thuộc về nhau một cách tự nhiên. Hóa ra đây chính là hôn nhân, là vợ chồng, không chỉ đơn giản là một mối quan hệ mà còn đại diện cho một chốn về. Bước vào phòng, tôi bất giác đảo mắt phòng ngủ của tôi. Mọi thứ bên trong y xì lúc tôi đi. Máy tính bảng trên đầu giường như cũ, chăn ga gối đệm là bộ tôi thích nhất. Trên kệ trang trí đặt 6 cái cốc dạ quang. 6 cái. Tôi nhớ rõ Cảnh Mạc Vũ ném vỡ một cái. Tôi đếm lại một lần, xác định không nhìn nhầm. Tôi ngạc nhiên hỏi Cảnh Mạc Vũ, cốc của em sao lại thừa một cái? À, mấy ngày trước anh đi Pháp, nhân tiện mang về cho em. Thế anh đi Pháp làm gì? Cảnh Mạc Vũ trả lời thản nhiên, anh đi xem tượng điêu khắc ở quảng trường Cộng Hòa. Câu trả lời của anh khiến tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó tôi cảm thấy nụ cười có vẻ không hợp thời. Tôi vội vàng cầm bộ đồ đi ngủ vào phòng tắm. Đang kỳ cọ người, tôi nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tôi chưa kịp lên tiếng cự tuyệt, Cảnh Mạc Vũ đẩy cửa đi vào. Lúc không mảnh vải che thân, bị người đàn ông đột ngột xông vào nhà tắm, theo bản năng tôi giơ tay che ngực. Sao anh vào đây? Anh vào đây có phạm pháp không? Để anh xem em có bị thương không. Vừa nói anh vừa tiến lại gần, kéo tay tôi quan sát kỹ lưỡng.
Tôi bị ngã không nghiêm trọng, chỉ là trên vai và cánh tay có vết bầm. Nhưng giờ những dấu hôn chưa tan biến, vết bầm tím không trông rõ lắm. Thế tôi không sao, Cảnh Mạc Vũ yên lòng. Em đã nói là em không sao mà, không đau một chút nào. Tôi tưởng kiểm tra xong anh đi ra, nào ngờ anh bắt đầu cởi cúc áo. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Anh muốn làm gì thế? Tối qua ở công viên đội mưa một đêm, toàn thân anh vừa bẩn vừa dính nhơm nhớp, anh cần tắm rửa chứ? Tôi có thể nói gì nữa, tắm chung với vợ không phải hành vi phạm pháp. Và các bạn thân mến, phần 2 của truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu đến đây là kết thúc. Mời các bạn đón nghe phần tiếp. Nhớ like và subscribe kênh Góc Ngôn Tình. Xin cảm ơn các bạn.